mặc dù là phương tiện giao thông an toàn nhất trên trái đất, được trang bị những công nghệ tiên tiến và hiện đại. Tuy nhiên, khi bay và hoạt động trên bầu trời rộng lớn, di chuyển từ châu lục này tới châu lục khác, từ đại dương này đến đại dương khác, hàng ngàn mối đe dọa vẫn luôn rình rập những chiếc máy bay, đưa phi hành đoàn cùng hàng trăm hành khách vào tình thế thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc. Hết xăng giữa bầu trời, mất đi tất cả các động cơ, va phải đàn chim, bay qua núi lửa hay thậm chí là cả cơ trường cũng bị hút ra ngoài không trung. Trong những giây phút cần não đến như thế, với tài năng và sự quyết đoán của mình, các phi công vẫn có thể đưa chiếc máy bay của họ hạ cánh thành công xuống mặt đất. Và cũng khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục. Vậy thì họ đã làm như thế nào? Diễn biến cụ thể ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video này. British Airways 009, máy bay cháy cả 4 động cơ khi bay qua núi lửa. Ngày 24 tháng 6 năm 1982, sân bay Sultan Abu Aziz Shah, Malaysia. 19 giờ, chuyến bay số 9, hay còn gọi là Speedbird 9, chuyến bay quốc tế có lịch trình của British Airways từ sân bay London Heathrow đến sân bay Auckland, New Zealand, đang được dừng tiếp nhiên liệu để chuẩn bị cho hành trình kéo dài 5 giờ đồng hồ đến sân bay Perth, nước Úc. Chuyến bay được khai thác bởi Boeing 747, một trong những dòng máy bay có sức chứa lớn nhất thế giới. Trên máy bay có tổng cộng 263 người, bao gồm 248 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn. Cơ trưởng của chuyến bay là Eric Moody, 41 tuổi, người điều khiển chính của chuyến bay, một trong những cơ trưởng trẻ nhất của British Airways. Và đặc biệt, anh đã từng là một phi công tàu lượn. Các bạn hãy chú ý chi tiết này, vì vai trò của anh ấy rất quan trọng. Cơ phó là Roger Grivet, 32 tuổi, và kỹ sư bay cấp cao Barry Tony Freeman. Đúng 8 giờ tối theo giờ địa phương, máy bay bắt đầu cất cánh. Chiếc Boeing khổng lồ tạo ra tiếng động cơ nổ ầm ầm trên đường băng, di chuyển theo hướng đông nam về phía Perth. Eric điều khiển cho máy bay leo lên ổn định ở độ cao 37.000 feet. Bây giờ, tổ bay đã có thể thư giãn. Đến 20 giờ 15 phút, tiếp viên thông báo về việc phục vụ bữa tối. Món ăn chính trong thực đơn ngày hôm nay là satay, một đặc sản tuyệt vời của Malaysia. Bốn mươi phút sau khi cất cánh, mối hiểm họa bắt đầu xuất hiện. 20 giờ 40 phút, máy bay đang bay trên Ấn Độ Dương phía nam Java, một hòn đảo lớn ở Indonesia. Điều mà các hành khách và phi hành đoàn không ngờ tới là ngay phía bên dưới họ, một dãy núi lửa có tên là Galunggung đang phun trào liên tục và dữ dội. Trong vài tháng qua, nó đã phun rất nhiều dung nham và cho núi lửa vào bầu khí quyển. Vào thời điểm những năm 80, kiến thức về cho núi lửa còn chưa được phổ biến, cho nên không có bất kỳ một báo cáo nào về vấn đề này. Sau khi dùng xong bữa ăn, cơ trưởng giao quyền máy bay lại cho cơ phó để đi vệ sinh. Anh đã quét lại radar thời tiết một lần nữa và xác nhận mọi chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng khi cơ trưởng vừa trở lại buồng lái, anh đã vô cùng kinh ngạc. Những ánh sáng xanh giống như những tia sét xuất hiện ở kính chắn gió. Hiện tượng kỳ lạ này cùng với ánh sáng của nó đã tạo nên một bức tranh huyền ảo đẹp đến nỗi kỹ sư Freeman phải thốt lên: "Nhìn kìa, nó đẹp quá!" Thực chất, hiện tượng mà phi hành đoàn quan sát được có tên khoa học là lửa thánh Elmo. Hiện tượng của nó được đặt theo tên của thánh Elmo, vị thần hộ vệ của các thủy thủ. Theo truyền thuyết, thánh Elmo sẽ luôn cầu nguyện và đưa ra lời cảnh báo cho các thủy thủ về một điều gì đó xui xẻo và tồi tệ sắp diễn ra. Nhận thấy điều kỳ lạ, cơ trưởng đã nhanh chóng quét lại radar thời tiết, nhưng không hề có báo hiệu của một cơn bão hay điều gì bất thường. Cùng thời điểm đó, tại khoang hành khách, khói bắt đầu tích tụ trong cabin.
Ban đầu nó được nghi ngờ là khói thuốc. Tuy nhiên, các lớp khói ngày càng dày và kèm theo mùi lưu huỳnh đáng ngại. Một số hành khách ngồi gần cửa sổ đã có thể nhìn thấy ánh sáng màu xanh khác thường. Nó chiếu về phía trước qua cánh quạt và tạo ra hiệu ứng stroboscopic. 2 phút sau, 4 động cơ máy bay đồng loạt ngừng hoạt động. 20:42 theo giờ Jakarta, động cơ số 4 Rolls-Royce RB211 bắt đầu tăng vọt và nhanh chóng bốc cháy. Cửa trưởng ngay lập tức thực hiện ngắt động cơ, cắt nguồn cung nhiên liệu và trang bị bình chữa cháy. Rất may, một chiếc máy bay lớn như Boeing 747 hoàn toàn có thể hoạt động bình thường nếu như mất đi một động cơ. Nhưng chưa đầy 1 phút sau đó, 20:43, động cơ số 2 bất ngờ tăng vọt và bốc cháy. Trong vài giây tiếp theo và gần như đồng thời, các động cơ số 1 và số 3 cũng liên tục bốc cháy. Kỹ sư Barry Tony Freeman thốt lên: "Tôi không tin điều đó, cả 4 động cơ đều ngừng hoạt động." Chiếc máy bay lúc này như một chiếc tàu lượn, cứ mỗi phút trôi qua, nó lại tiến gần hơn đến Ấn Độ Dương. Và để tránh những mối nguy hiểm, cửa trưởng đã chúi mũi máy bay về phía trước để duy trì tốc độ an toàn. Cùng với đó, cơ phó và kỹ sư bay đang cố gắng hết sức để có thể khởi động lại động cơ. Nếu không có lực đẩy của động cơ, chiếc Boeing 747 có một tỷ lệ trượt khoảng 15:1. Có nghĩa là cứ 15 km nó tiến về phía trước, nó sẽ bị giảm 1 km độ cao so với mức bay hiện tại. Cơ trưởng tính toán được rằng họ chỉ có thể di chuyển khoảng 169 km và 23 phút nữa thôi. Lúc 20:44, cơ phó Grivet đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho trạm kiểm soát không lưu địa phương. ATC đây là BA9, cả 4 động cơ máy bay đã bị hỏng. Tuy nhiên, trạm không lưu Jakarta có vẻ như đã hiểu nhầm nghĩa câu nói tiếng Anh của cơ phó, diễn giải cuộc gọi thanh trì động cơ số 4 đã ngừng hoạt động. Động cơ số 4 đã bị hỏng. Hãy cố gắng điều khiển 3 động cơ. Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hạ cánh xuống sân bay gần nhất ở Jakarta. Nhưng may thay, chuyến bay Garuda của Indonesia gần đó đã tiếp nhận và chuyển tiếp lời nói cho họ. Kiểm soát không lưu lúc bấy giờ mới hiểu chính xác được thông điệp khẩn cấp của BA9. Mặc dù phi hành đoàn đã thiết lập transponder khẩn cấp 7700 để thông báo về tình trạng nguy hiểm, kiểm soát không lưu vẫn không thể định vị được chiếc 747 trên màn hình radar của họ. BA9, độ cao của bạn hiện tại là bao nhiêu? 30.000 feet, nhưng chúng tôi đang tiếp tục giảm dần. Tiếp cận sân bay Hà Liêm, bạn phải vượt qua một dãy núi. Độ cao an toàn là 11.500 feet, 3.500 m. Sau khi tiếp nhận thông tin từ phía ATC, phi hành đoàn đã vô cùng lo lắng. Theo như những gì cơ trưởng tính toán, rất khó để họ có thể duy trì độ cao 12.000 feet đến khi tiếp cận dãy núi. Và lúc đó, họ sẽ phải thực hiện một điều vô cùng nguy hiểm: cho máy bay đáp xuống Ấn Độ Dương. Chọn con tim hay là nghe lý trí? Hiện tại, máy bay đã hạ xuống độ cao 26.000 feet. Áp suất trong cabin giảm mạnh, mặt nạ oxy rơi xuống từ trần máy bay. Một biện pháp khẩn cấp tự động để bù đắp cho việc thiếu không khí. Tuy nhiên, mặt nạ của cơ phó Grivet đã bị hỏng. Ống khí đã tách ra khỏi phần còn lại của mặt nạ. Nếu không có đủ oxy cần thiết, anh ấy sẽ sớm mất đi ý thức. Trong lúc này, cơ trưởng đã phải đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn. Một là hạ độ cao xuống để cơ phó duy trì hơi thở. Hai là giữ nguyên độ cao quý báu này để nỗ lực khởi động động cơ. Sau cùng, cơ trưởng và kỹ sư đã cùng nhau đánh đổi. Đó là đưa máy bay bay xuống. Cơ phó là một thành viên rất quan trọng trong công việc cứu lấy chiếc máy bay hiện tại. Cơ trưởng đã phanh để giảm tốc độ và hạ độ cao máy bay xuống còn 20.000 feet. Do phanh gấp và giảm độ cao đột ngột, các hành khách đã bị ảnh hưởng. Họ bổ nhau về phía trước, cộng thêm với việc khói dày đặc, hệ quả của việc cháy động cơ. Tất cả như rơi vào trạng thái hoang mang và lo lắng cực độ. Vì vậy, mặc dù đang trong giai đoạn vô cùng căng thẳng, cơ trưởng Moody vẫn đưa ra một thông báo cho các hành khách để trấn an họ. Thưa các bạn, đây là cơ trưởng. Chúng tôi có một vấn đề nhỏ. Cả 4 động cơ đã ngừng lại. Chúng tôi đang làm hết sức để khiến chúng hoạt động trở lại. Tôi mong rằng các bạn không quá lo lắng. Sau lời nhắn của cơ trưởng, từ lo lắng, sợ hãi và hoài nghi, các hành khách đã dần bình tĩnh và đối mặt với sự thật. Họ cho rằng mình sắp chết. Bầu không khí trong cabin rất nặng nề nhưng vô cùng yên tĩnh.
Độ cao của máy bay hiện tại đã giảm còn 13.500 feet, tương đương với 4.100 mét. Cơ phó đã có thể quay trở lại trạng thái an toàn. Sau một loạt các thất bại, cả ba người trong tổ bay vẫn cùng nhau cố gắng lấy lại động cơ. Bởi vì trong từ điển của họ không có từ không thể. Nhưng trước mặt họ đang là một dãy núi, nó hiện ra mờ mờ trong đêm. Màn hình thông báo độ cao còn 12.000 feet. Đây là thời khắc mà họ phải đáp xuống Ấn Độ Dương. Mặc dù đã có hướng dẫn về quy trình hạ cánh trên mặt nước, nhưng không ai trong phi hành đoàn từng thử nó trên một chiếc Boeing 747. Và việc quay lại gần như đồng nghĩa với việc họ sẽ chết. Máy bay lao xuống Ấn Độ Dương, tất cả kết thúc. Giữa lúc cái chết đang cận kề, những cố gắng của phi hành đoàn đã bất ngờ có kết quả. 20 giờ 56 phút, động cơ số 4 cuối cùng đã khởi động trở lại. Các phi công đã vô cùng vui mừng. Ngay sau đó, động cơ số 3 khởi động lại, cho phép máy bay leo lên từ từ. Và chỉ trong chưa đầy 1 phút, động cơ số 1 và số 2 cũng khởi động lại thành công. Cơ phó nhanh chóng liên lạc với trạm không lưu để cho họ biết về tình hình và đồng thời yêu cầu tăng độ cao để bay qua những ngọn núi của Indonesia. Họ được chấp thuận bay lên độ cao 15.000 feet và thuận lợi vượt qua dãy núi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Khi máy bay vừa tiếp cận được độ cao mục tiêu, hiệu ứng Sanyomo trên kính chắn gió lại quay trở lại. Cơ trưởng gào lên bằng trí óc nhanh nhạy của mình. Chúng ta phải thoát khỏi nó. Cơ trưởng đoán rằng chính những đám trò là nguyên nhân gây ra việc động cơ đã hoạt động không bình thường. Khi máy bay vừa hạ xuống, động cơ số 2 lại rung lên dữ dội. Như thế, nó có thể văng ra khỏi máy bay bất kỳ lúc nào. Moody đã quyết định dừng động cơ số 2 trước khi nó gây ra hậu quả khôn lường. Máy bay lúc này hoạt động với 3 động cơ. Phi hành đoàn hạ máy bay xuống và giữ ổn định ở độ cao 12.000 feet. Tiếp cận sân bay quốc tế Halim Perdana Kusuma. Thử thách cho phi hành đoàn vẫn chưa dừng lại. Do đám tro núi lửa bám vào kính chắn gió, tầm nhìn của phi hành đoàn bị giảm xuống một cách trầm trọng. Cho nên, họ quyết định thực hiện một phương pháp tiếp cận đường băng gần như hoàn toàn bằng tay. Trời chiều thay, ATC thông báo cho họ một tin tức tồi tệ. Hệ thống điều hướng dẫn thẳng đứng không hoạt động tại sân bay. Phi hành đoàn buộc phải hạ cánh theo phương pháp ISL, được sử dụng trong điều kiện thời tiết xấu, khi phi công không thể nhìn thấy đường băng. Họ chỉ được phép sử dụng thiết bị đo khoảng cách DME để tính toán độ cao cần đạt được ở mỗi bước DME theo lối tiếp cận cuối cùng đến đường băng. Khi đã đạt được độ cao tương ứng, máy bay sẽ bay theo đường dốc trượt ảo, đảm bảo an toàn cho máy bay đến khi hạ cánh. Cũng trong quá trình đó, cơ trưởng đã quan sát một dải trong suốt nhỏ trên mặt kính chắn gió. Nó đã may mắn không bị làm mờ bởi bụi, nhờ đó mà anh thấy đường băng rõ hơn. Kết hợp với chỉ dẫn của cơ phó, cuối cùng chiếc Boeing 747 đã an toàn hạ cánh xuống đường băng. Sau khi rời khỏi máy bay mà vài phút trước cận kề với cái chết trong gang tấc, hành khách ôm nhau vẫy tay chúc mừng phi hành đoàn. Đi tìm nguyên nhân. Câu hỏi được đặt ra lúc này chính là nguyên nhân gây ra sự hoạt động không bình thường của 4 động cơ máy bay. Cuộc điều tra sau chuyến bay cho thấy các vấn đề là do máy bay đã bay qua một đám mây tro núi lửa từ vụ phun trào núi Galunggung. Vì đám mây tro bụi khô nên nó không xuất hiện trên radar thời tiết, vốn được thiết kế để phát hiện độ ẩm trong mây. Bụi trong đám mây đã lấy đi lượng oxy duy trì quá trình đốt cháy, thổi cát vào kính chắn gió, đồng thời làm tắc nghẽn động cơ. Khi tro bụi đi vào động cơ, nó tan chảy bên trong buồng đốt và bám vào bên trong động cơ điện. Khi máy bay hạ cánh xuống khỏi đám mây tro bụi, tro nóng chảy đông đặc lại và đủ để nó thoát ra, không khí lại lưu thông qua động cơ như bình thường, cho phép khởi động lại động cơ thành công. Các động cơ có đủ điều kiện để khởi động lại vì một máy phát điện và pin trên tàu vẫn hoạt động. Sự ghi nhận và biết ơn. Phi hành đoàn BA-9 đã nhận được nhiều giải thưởng khác nhau, bao gồm bằng khen của Nữ Hoàng về dịch vụ có giá trị trên không cho Moody và huy chương của Hiệp hội Phi công Hàng không Anh. Chuyến bay không động cơ đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness là chuyến bay dài nhất của một chiếc máy bay không chuyên dụng lúc bấy giờ. Một câu chuyện cổ tích đã diễn ra trên chiếc máy bay ấy. Năm 1993, nữ hành khách Thu Theo đã kết hôn với hành khách James Ferguson, người đã ngồi ở hàng ghế trước mặt bà ngày hôm đó. Và Thu Theo cũng chính là tác giả của cuốn sách mang tên All Four Engines Have Failed.
cuốn sách đã kể lại cuộc hành trình mà bà đã trải qua trong chuyến bay định mệnh, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với phi hành đoàn. Thu Theo nói rằng, ngày 24 tháng 6 năm 2007, nhiều hành khách và phi hành đoàn chắc chắn sẽ tụ tập lại để kỷ niệm 25 năm cho chuyến phiêu lưu giữa không trung đáng nhớ nhất trong cuộc đời chúng tôi. Air Canada 143 tính toán nhầm nhiên liệu, hết xăng giữa bầu trời, phi công đẳng cấp biến máy bay thành tàu lượn. 6 giờ sáng, sân bay quốc tế Ottawa, Canada. Đây là Boeing 767. Chiếc máy bay mới được Air Canada đưa vào vận hành từ tháng 9 năm 1981. Nó là loại máy bay thân rộng hai động cơ đầu tiên của Boeing, đồng thời cũng là loại máy bay đầu tiên được hãng này trang bị buồng lái màn hình hiển thị dành cho hai phi công và loại bỏ kỹ sư máy bay. Ngày hôm nay, nó đang được dừng kiểm tra và tiếp nhiên liệu để chuẩn bị cho hành trình dài 3 giờ 30 phút với quãng đường 2.900 km đến sân bay quốc tế Edmonton. Trên máy bay có tổng cộng 61 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn. Cơ trưởng là đại úy Robert Pearson, 48 tuổi, là một phi công có nhiều kinh nghiệm với 15.000 giờ bay, trong đó có 5.200 giờ bay trên Boeing 767. Ngoài ra, ông cũng từng thành danh với vai trò là một phi công tàu lượn. Cơ phó là Maurice Quinto, 36 tuổi. Anh từng được huấn luyện lái thủy vì cơ tại Gimli khi còn phục vụ cho lực lượng không quân Canada và hiện tại đã tích lũy được tổng cộng 7.000 giờ bay thương mại. Quá trình tiếp nhiên liệu của máy bay vẫn diễn ra hết sức bình thường, nhưng không một ai phát hiện ra nó đã mắc một sai lầm khủng khiếp đến như thế nào. Vào thời điểm này, ngành hàng không của Canada đang trong quá trình chuyển đổi hệ thống số liệu. Chiếc Boeing 767 là máy bay đầu tiên được hiệu chuẩn cho các đơn vị lít và kilogram thay vì đơn vị galon và pound của các máy bay trước. Thêm vào đó, nếu như trước đây nhiệm vụ tính toán và quản lý nạp tiếp nhiên liệu sẽ được hoàn thành bởi một kỹ sư máy bay, thì ở Boeing 767, Air Canada đã tối giản đội bay, chỉ có cơ trưởng và cơ phó, sẽ không có kỹ sư nên các phi công phải tự làm nhiệm vụ này. Các bạn hãy quan sát thật kỹ những thông số dưới đây. Cơ trưởng Pearson đã tính toán yêu cầu nhiên liệu là 22.300 kg để có thể đến được Edmonton. Lúc ấy, trên máy bay còn 7.682 lít nhiên liệu của hành trình bay trước từ Montreal. Do thể tích của nhiên liệu máy bay sẽ thay đổi theo nhiệt độ, và trong trường hợp này, khối lượng của 1 lít nhiên liệu tương ứng với 0,804 kg. Do đó, tính toán chính xác sẽ là khối lượng nhiên liệu hiện có 7.682 lít nhân với 0,804 kg trên lít sẽ bằng 6.176 kg. Khối lượng bổ sung cần thiết 22.300 kg trừ đi 6.176 bằng 16.124 kg. Tương ứng với thể tích bổ sung cần thiết là 16.124 kg nhân với 0,804 kg trên lít và sẽ bằng 20.054 lít. Tuy nhiên, do nhầm lẫn của các kỹ sư mặt đất đã sử dụng hệ số chuyển đổi không chính xác là 1,77. Đây là tỷ số khối lượng của 1 lít nhiên liệu tính bằng pound trên lít. Và tính toán mà họ thực hiện là khối lượng nhiên liệu đã có 7.682 lít nhân với 1,77 kg trên lít và bằng 13.597 kg. Khối lượng bổ sung cần thiết là 22.300 kg trừ đi 13.597 kg và bằng 8.703 kg. Thể tích bổ sung cần thiết là 8.703 kg nhân với 1,77 kg trên lít bằng 4.917 lít. Vậy là cuối cùng, thay vì phải nạp 20.054 lít nhiên liệu bổ sung, chiếc máy bay này lại chỉ được bơm đúng 4.917 lít. Vậy là tổng cộng cả số nhiên liệu cũ là 12.599 lít. Điều này đồng nghĩa là so với 22.300 kg theo yêu cầu, trên máy bay bấy giờ chỉ có cả thải 10.129 kg nhiên liệu. Mặc dù phi hành đoàn đã kiểm tra lại và tính đi tính lại nhiều lần
Nhưng do những nhầm lẫn giống nhau, và thêm vào đó, kỹ sư mặt đất cũng đã bỏ cuộc vì hết giấy. Cuối cùng, vào lúc 7 giờ sáng, chuyến bay Fly 143 lên đường với thùng xăng chỉ đủ cho một nửa của hành trình. Hơn một giờ sau khi cất cánh, sự cố bắt đầu xảy đến. 8 giờ 45 phút, khi chuyến bay đang bay qua không phận thị trấn Red Lake, Ontario, ở độ cao 41.000 feet, hệ thống cảnh báo buồng lái của máy bay bất ngờ vang lên. Đã có vấn đề về áp suất nhiên liệu ở phía bên trái của máy bay. Lật lại nhật ký bảo trì, đồng hồ đo nhiên liệu của máy bay không hoạt động. Trường hợp này đã xảy ra ở chuyến bay trước đó. Vì vậy, đối với phi hành đoàn đây không phải là một điều gì quá nguy hiểm. Hơn nữa, trên màn hình của hệ thống máy tính, lượng xăng được hiển thị vẫn đầy đủ cho toàn bộ chuyến bay. Thế nhưng, đó là trong các tình huống bình thường. Còn với một chiếc máy bay chỉ có một nửa số nhiên liệu, thì đây lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Không lâu sau đó, khi cơ trưởng vừa tắt báo động áp suất nhiên liệu bên trái, thì báo động áp suất nhiên liệu thứ hai lại vang lên đối với động cơ bên phải. Nhận thấy tình hình đã trở nên cấp bách, cơ trưởng Pearson quyết định chuyển hướng đến sân bay lớn và gần nhất bây giờ là Winnipeg. ATC, đây là 143. Chúng tôi đã có một vấn đề, yêu cầu được chuyển hướng đến sân bay Winnipeg. 143, yêu cầu của bạn đã được phê duyệt. Rẽ sang hướng nam và bắt đầu hạ độ cao. Sau cuộc gọi với ATC, cơ trưởng cũng thực hiện phát đi một thông báo đến cabin và yêu cầu tiếp viên trưởng cho các hành khách chuẩn bị sẵn sàng hạ cánh. Tuy nhiên, các sự cố vẫn chưa dừng lại ở đây. Chỉ trong vài giây, hệ thống cảnh báo buồng lái lại vang lên, với âm thanh cảnh báo máy bay đã hết sạch nhiên liệu. Động cơ bên trái và động cơ bên phải lần lượt ngừng hoạt động. Cơ trưởng ngay lập tức kết nối tín hiệu với trạm không lưu tại Winnipeg và yêu cầu chuẩn bị đường băng để hạ cánh khẩn cấp. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, chiếc 767 mất hết lực đẩy và phần lớn màn hình buồng lái đều không hiển thị thêm bất kỳ thông tin nào. Đại úy Pearson và cơ phó Quinto nhận thấy mình đang ở trong một tình huống mà họ chưa bao giờ phải đối mặt hay thậm chí đã được đào tạo trước đó. Bởi vào những năm 1983, việc điều khiển máy bay với hai động cơ ngừng hoạt động là chưa từng có tiền lệ. Tồi tệ hơn, do Boeing 767 là một trong những máy bay đầu tiên sử dụng hệ thống thiết bị bay điện tử vận hành nhờ điện được tạo ra bởi động cơ phản lực của máy bay, nên khi mất động cơ và thiếu nhiên liệu, hầu hết các thiết bị của phi công cũng bị mất điện theo. Trong đó có cả bộ phận phản hồi radar của máy bay. ATC đã không thể đưa ra hướng dẫn nhanh và chính xác nhất cho 143 được nữa. Thay vào đó, các nhân viên mặt đất cũng phải dùng thước đo thủ công để xác định vị trí của Boeing 767. Rất may trong lúc này, khi mà hệ thống thủy lực, bộ phận xương sống của máy bay cũng đã gần như bị vô hiệu hóa, một tuabin khí ram được trang bị trên Boeing 767 đã được tự động triển khai và cải thiện vấn đề. Tuy nhiên, đối với việc hạ cánh của máy bay sau này, nó sẽ gây ra bất lợi và khó khăn cho phi công. Đối mặt với một loạt các thử thách, phi hành đoàn sẽ xử lý thế nào? Cơ trưởng Pearson bình tĩnh cho máy bay hạ độ cao xuống 35.000 feet để có tầm bay tối đa và có nhiều lựa chọn điểm hạ cánh nhất có thể. Ông buộc phải điều khiển chiếc 767 với tốc độ trượt tối ưu. Bạn còn nhớ cơ trưởng từng là một phi công tàu lượn chứ? Ông đã quen với các kỹ thuật bay hầu như chưa bao giờ được đào tạo hay sử dụng trong chuyến bay thương mại. Và thế là vận dụng những kinh nghiệm của mình, ông đã đưa ra phương án tốt nhất cho 767, điều chỉnh máy bay với tốc độ 410 km/h. Trong khoảng thời gian cấp bách này, cơ phó chợt nhận ra một sân bay có thể sẽ gần hơn rất nhiều là trạm RCIF cũ ở Gimli, một căn cứ không quân đã đóng cửa, nơi anh từng được đào tạo khi còn phục vụ cho lực lượng không quân Hoàng gia Canada.
ATC, chúng tôi còn cách Winnipeg bao xa nữa? 65 dặm. Vâng, ngay bây giờ, chúng tôi đang muốn chuyển hướng đến Kim Lee. Hãy cung cấp cho chúng tôi khoảng cách chính xác nhất. Cách 45 dặm. Tuy nhiên, hãy lưu ý, nó chỉ có hai đường băng dài 2.200m, ngắn hơn rất nhiều so với đường băng dài ở Winnipeg. Không có đầy đủ các dịch vụ khẩn cấp, và tôi cũng không thể liên lạc với tháp điều khiển của họ. Khi mà vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, thì các khó khăn khác lại đến với tổ bay. Máy bay đang mất dần độ cao. Khi cứ mỗi phút, nó lại hạ xuống 2.000 feet. Nếu cứ để tình trạng này tiếp tục, mà không sớm đưa ra quyết định, chiếc Boeing 767 sẽ rơi xuống. Bằng sự nhanh nhạy của mình, cơ phó bắt đầu vạch các phương án ra giấy. Sau một hồi căng thẳng, cuối cùng anh đã đưa ra được các ước tính rằng máy bay chỉ còn có thể bay tối đa được hơn 20 dặm nữa. Và đến thời điểm này, khoảng cách của họ đến Winnipeg lên đến 33 dặm, còn với Kim Lee chỉ là 12 dặm. Phi hành đoàn ngay lập tức đưa ra quyết định của mình, cho máy bay chuyển hướng đến Kim Lee. Bên ngoài cabin, sau những chuyển động bất thường của máy bay, các hành khách bắt đầu cảm thấy lo lắng. Một số người thậm chí đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Ghi lại những lời nhắn cuối cùng trong mẩu giấy mà họ có thể tìm thấy. Trong khi đó, các tiếp viên vẫn hướng dẫn họ thực hiện các thủ tục khẩn cấp, mặc dù chính họ cũng không biết được điều gì sắp xảy ra. Liệu máy bay có hạ cánh an toàn xuống Kim Lee? Khi độ cao hạ xuống còn 8.500 feet, máy bay bắt đầu tiếp cận đường băng tại Kim Lee. Trong trường hợp không có động cơ, phi hành đoàn đã sử dụng lực giảm trọng lực để hạ bộ phận hạ cánh và khóa nó vào vị trí. Pearson nhận ra họ đang bay quá cao và nhanh, và nếu ông không điều chỉnh kịp thời, họ sẽ vượt quá sân bay. Lúc này, tốc độ của máy bay được giảm xuống 300 km/h. Công suất giảm do tuabin khí ram tạo ra khiến máy bay càng ngày càng khó điều khiển. Việc thiếu áp suất thủy lực đã ngăn cản sự mở rộng của cánh phiến, thứ mà trong điều kiện bình thường sẽ làm giảm tốc độ của máy bay và tăng hệ số nâng của cánh, giúp máy bay hạ cánh an toàn. Thêm vào đó, càng đáp có vẻ như đã bị hỏng, các cửa càng đáp đã không được đóng chốt và bị gió thổi bung ra ngoài. Trong trường hợp cấp bách, cơ trưởng và cơ phó đã cân nhắc đến việc thực hiện một cú xoay 360 độ. Nhưng giờ là quá muộn, họ sẽ chạm đất trước khi quay trở lại đường băng. Vấn đề phức tạp hơn nữa là phi hành đoàn 143 đã không thể ngờ được rằng một phần của sân bay đã được chuyển đổi thành khu phức hợp đường đua, hiện được gọi là công viên thể thao mô tô Kim Lee. Ngay cạnh đường băng, một cuộc đua ô tô đang diễn ra và xung quanh nó có rất nhiều các gia đình đã đến đây để cổ vũ và cắm trại. Với việc chết cả hai động cơ, máy bay gần như không gây ra bất cứ một tiếng ồn nào. Cho nên, những người dưới mặt đất đã không nhận được bất kỳ một cảnh báo nào về việc máy bay sắp hạ cánh. Và chỉ đến khi chiếc máy bay đã quá gần, lúc bấy giờ họ mới phát hiện ra một khối sắt khổng lồ nặng 132 tấn đang lao xuống. Mọi người bắt đầu bỏ chạy toán loạn. Nhưng qua cửa sổ, tổ bay vẫn có thể nhìn thấy có hai cậu bé đi xe đạp trong phạm vi 300m của điểm đáp xuống dự kiến. Xong, họ đã không còn lựa chọn nào khác. Ngay khi các càng bánh xe chạm xuống đường băng vì quá nguy hiểm, Pearson đã dùng toàn bộ sức lực của mình để phanh gấp máy bay. Boeing 767 trượt dài trên nền bê tông. Hai chiếc lốp cùng lúc phát nổ, mũi máy bay bắt đầu cao dọc theo lan can ở trung tâm của đường băng, tạo ra lực ma sát bổ sung, giúp giảm tốc tức thời. Lực ma sát này đã giúp máy bay may mắn giữ được khoảng cách tối thiểu và không đâm vào những người xung quanh. Cuối cùng, sau 17 phút hết nhiên liệu, chiếc 767 cùng toàn bộ 69 hành khách và phi hành đoàn đã hạ cánh mà không để lại thương vong nào.
chỉ có một vài hành khách bị thương nhẹ. Đám cháy nhỏ ở khu vực mũi xe sau đó đã được dập tắt bởi các tay đua và công nhân đường đua được trang bị bình chữa cháy xách tay. Good evening. It was a metric mix-up. Air Canada has confirmed the plane that landed. Cú hạ cánh khẩn cấp gây chấn động ở Gimli ngay lập tức trở thành tiêu điểm trong nước và quốc tế, thống trị các mạng tin tức của Canada trong nhiều tuần. Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ủy ban An toàn Hàng không Canada, tiền thân của Ủy ban An toàn Giao thông Hiện đại của Canada, ngay lập tức vào cuộc điều tra. Nguyên nhân gây ra sự cố của chuyến bay 143. Việc tính toán sai lầm do nhầm đơn vị đã được phát hiện, nhưng nó cũng đặt ra vấn đề rằng hệ thống cảnh báo nhiên liệu sẽ sáng lên khi máy bay còn 45 phút nhiên liệu, mà trong trường hợp này không rõ lý do là gì mà nó lại không hoạt động. Chỉ đến khi nhiên liệu đã hoàn toàn cạn kiệt, trải qua quá trình phân tích, các chuyên gia cuối cùng cũng đã tìm thấy mấu chốt của sự việc. Khi máy bay dừng tại Montreal trước hành trình đến Ottawa, một nhân viên kỹ thuật mặt đất đã phát hiện và thông báo cho phi hành đoàn rằng FQIS, hệ thống cảnh báo nhiên liệu trên máy bay, đã hoạt động không bình thường. Một trong hai đồng hồ đo nhiên liệu đã bị hỏng. Kỹ thuật viên đã tiến hành tắt một trong hai, bởi một đồng hồ vẫn sẽ đảm bảo an toàn. Và như để cẩn thận hơn, họ còn tiến hành trang bị cả que đo thủ công. Chuyến bay vẫn hoàn toàn bình thường khi đến Ottawa. Thế nhưng, trước khi máy bay tiếp tục cất cánh đến Edmonton, một nhân viên bảo trì đã kiểm tra lại các lỗi kỹ thuật và vô tình bật lại đồng hồ đã bị tắt. Và thế là hệ thống FQIS lại tiếp tục bị lỗi. Sự khác biệt này sẽ rõ ràng nếu đồng hồ đo nhiên liệu hoạt động, nhưng thực tế thì không. Và mặc dù đã được tuyên bố rõ ràng trong danh sách thiết bị tối thiểu đảm bảo cất cánh của máy bay là việc khởi hành mà không có đồng hồ đo nhiên liệu hoạt động bị cấm, nhưng dường như không một ai đã thừa nhận sự thật này, kể cả các phi công. May mắn là tài năng của phi hành đoàn đã chuộc lại mọi lỗi lầm. Tuy nhiên, như một hệ quả, sau cuộc điều tra nội bộ của Air Canada, cơ trưởng Pearson đã bị giáng chức trong 6 tháng và cơ phó Quinto đã bị đình chỉ trong 2 tuần vì đã để vụ việc xảy ra. 3 công nhân bảo trì cũng bị đình chỉ công tác. Mãi đến năm 1985, các phi công mới lần đầu nhận được khen thưởng bởi Liên đoàn Hàng không Quốc tế về kỹ năng xuất sắc và cống hiến của mình. Cơ phó Quinto được thăng cấp cơ trưởng vào năm 1989. Còn cơ trưởng Pearson làm việc cho Air Canada trong 10 năm và sau đó chuyển sang bay cho Asian Airlines. 4 năm sau sự cố, Bưu chính Canada cũng đã phát hành một con tem kỷ niệm chuyến bay 143 của Air Canada và ca ngợi nó giống như một chiếc tàu lượn. Aloha 243, máy bay tung nóc, hóa xe mùi trần giữa biển Thái Bình Dương. 12 giờ, ngày 28 tháng 4 năm 1988, sân bay quốc tế Hilo, Hawaii, Hoa Kỳ. Có thể các bạn sẽ không tin, nhưng chiếc máy bay này đang được dừng tiếp nhiên liệu cho chuyến bay thứ 7 trong ngày của nó. Đó là một chiếc Boeing 727-200, biến thể của Boeing 737. Dòng máy bay thân hẹp, tầm ngắn đến tầm trung phổ biến nhất thế giới. Tính đến nay, nó đã tròn 19 năm tuổi, tích lũy được tổng cộng 35.496 giờ bay cùng 89.680 chu kỳ cất và hạ cánh. Thời điểm bấy giờ, người dân sinh sống trên quần đảo nổi tiếng nhất hành tinh chủ yếu di chuyển bằng đường hàng không. Việc đi lại liên tục giữa các hòn đảo lớn nhỏ đã tạo ra một thị trường vô cùng ổn định cho các hãng bay trong nhiều năm. Và có lẽ đối với người dân nơi đây, chiếc máy bay với họa tiết màu trắng sọc cam của Aloha đã ăn sâu vào lối sinh hoạt thường ngày của họ. Nói thêm một chút về chiếc máy bay này, nó được hãng chủ quản vô cùng ưu ái đặt cho một cái tên Nữ hoàng Liliu O'Kalani, tên gọi của nữ vương duy nhất và cuối cùng của Hawaii, hoạt động đứng thứ hai trên thế giới, mà chỉ đứng sau một chiếc khác cũng của hãng này luôn.
Điểm dừng chân cho hành trình tiếp theo của nó ngày hôm nay chính là sân bay quốc tế Honolulu trên đảo Oahu. Đây là một chặng bay mà nó đã hoàn thành cả chục ngàn lần trước đó, với quãng đường gần 400 km và thời gian bay chừng 45 phút. Cơ trưởng của chuyến bay là Robert Contheimer, 44 tuổi, một cựu chiến binh đã có 12 năm phục vụ cho Aloha Airlines. Anh là một phi công giàu kinh nghiệm với 8.500 giờ bay, trong đó có 6.700 giờ là trên những chiếc Boeing 737. Cơ phó là Madeline Mimi Tomkin, một nữ phi công vô cùng tài năng và kỷ luật. Cô ấy đã có tổng cộng 8.000 giờ bay, trong đó có 3.500 giờ là trên những chiếc Boeing 737. Ngoài ra, ngồi ở ghế nhảy trong buồng lái, còn có một nhân viên của Cục Hàng không Liên bang FAA với vai trò giám sát các phi công. Ba tiếp viên hàng không bao gồm Jensato Tomita, Michelle Honda và tiếp viên trưởng Clara Belle Lansing, 58 tuổi, người đã gắn bó với Aloha được 37 năm kể từ khi tốt nghiệp trung học. Cô ấy rất được yêu mến bởi sự ân cần và tận tâm đối với các hành khách của mình. Ở phía bên ngoài, các hành khách đang xếp hàng lần lượt lên máy bay. Một nữ hành khách là Gayle Yamamoto có vẻ đã khựng lại hưởng đến chuyến bay, nên cô ấy đã coi như chưa nhìn thấy gì và không đề cập vấn đề này với bất kỳ ai. Mọi việc vẫn diễn ra vô cùng bình thường. Sau khi 89 hành khách đã ổn định và thực hiện đầy đủ các quy tắc an toàn, 13 giờ 25 phút, phi hành đoàn của 243 nhận được lệnh khởi hành. Âm thanh ồn ào phát ra từ những chiếc động cơ cũ kỹ cuối cùng cũng đưa chiếc máy bay lăn bánh rồi cất cánh. Thời tiết đẹp, tầm nhìn tốt, cùng với sự điều khiển của cơ phó, máy bay nhanh chóng leo lên độ cao hành trình 24.000 feet. Phi hành đoàn có vẻ khá thoải mái, họ nói chuyện với nhau về cảnh vật xung quanh khi đến gần hòn đảo Kahoolawe. Cũng dễ hiểu thôi, vì chuyến bay này họ vẫn thực hiện đều đặn như cơm bữa. Bên trong cabin, sau khi hướng dẫn các hành khách cài dây an toàn, các tiếp nghĩa. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào buồng lái để xem hiện tại như thế nào. Ngay khi vụ nổ vừa xảy ra, đầu của cơ phó đã bị giật ngược lại phía đằng sau. Qua tấm kính, cô ấy vẫn có thể nhìn thấy những mảnh vỡ màu xám đang bay lơ lửng trong cabin. Cơ trưởng nhanh chóng giành quyền điều khiển chính từ cơ phó. Anh cố gắng lấy lại cân bằng cho máy bay khi nó liên tục lao sang trái rồi lại lao sang phải. Theo phản xạ, cơ phó lập tức đặt bộ phát đáp với mã lệnh khẩn cấp 7700 và liên lạc với cơ quan kiểm soát không lưu Honolulu. Tuy nhiên thì tín hiệu kết nối không thành công. Ngay lúc này, phương án khả thi nhất mà phi hành đoàn có thể thực hiện là cho máy bay chuyển hướng sang phải và hạ cánh xuống sân bay gần nhất ở Kahului, nằm trên đảo Maui. Tại đài mặt đất, các nhân viên kiểm soát không lưu tại Honolulu đã phát hiện tín hiệu khẩn cấp của 243 trên màn hình radar. Họ nhìn thấy một chiếc máy bay đang di chuyển bất thường và hình như nó đang lao xuống rất nhanh, hướng về phía đảo Maui. Họ đã ngay lập tức tiến hành gọi lại cho phi hành đoàn, song cũng không nhận được câu trả lời. Các nhân viên phía bên ngoài, các hành khách cũng bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn. 243, đường băng số 02 đã sẵn sàng, duy trì tiếp cận và tôi sẽ thông báo cho bạn khi có bất kỳ sự thay đổi nào về hướng gió. Lúc 13 giờ 53 phút, Tomkin gọi lại cho đài mặt đất. Maui, đây là 243, có vẻ như chúng tôi đã mất đi một cánh cửa. Chúng tôi có một lỗ hổng phía bên trái của máy bay. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà đài mặt đất lại không thể nghe thấy thông tin này. Ở phía bên kia, họ cũng đã kết nối với phi hành đoàn nhưng cũng không nhận được phản hồi. 243, bạn vẫn ổn chứ? Bạn có thể nghe thấy tín hiệu của chúng tôi không? Nhân viên đài không lưu lúc bấy giờ đã nghĩ đến một trường hợp xấu nhất. May mắn là sau đó, một giọng nói cất lên làm cho họ thở phào nhẹ nhõm. ATC, chúng tôi cần hỗ trợ sơ tán ngay khi hạ cánh. Đã có rất nhiều hành khách bị thương. Bạn có thể thống kê số lượng là bao nhiêu không? Chúng tôi không thể liên lạc với tiếp viên hàng không, nhưng tôi chắc chắn rằng họ đang ở trong tình trạng rất tồi tệ. Được rồi, 243, chúng tôi sẽ điều động xe cứu thương. Lúc này,
cơ trưởng cần hạ cánh máy bay càng nhanh càng tốt. Máy bay của họ sẽ gãy đôi bất kỳ lúc nào. Nó đang được nối với nhau chỉ bởi sàn cabin. Phía bên ngoài, các hành khách cũng đang bắt đầu chắp tay cầu nguyện. Khi máy bay thực hiện cú rẽ cuối cùng hướng tới sân bay Kahului, cơ trưởng tiến hành thiết lập các thiết bị hạ cánh, bao gồm cả ba càng đáp của máy bay. Scott Tamer và cơ phó Mimi Tomkin đều nhận được giải thưởng danh giá về mặt chuyên môn sau khi thành công cứu sống các hành khách. Năm 1996, một khu tưởng niệm nữ tiếp viên Lansing đã được khánh thành ở nhà ga liên đảo sân bay quốc tế Honolulu, ngay gần lối đi tại các cổng lên xuống của máy bay của Aloha. Các đồng nghiệp và cả những hành khách vẫn sẽ luôn nhớ đến cô ấy như là một vị tiếp viên hàng không mẫu mực nhất. British Airways 5390, cơ trưởng bị cuốn lên nóc máy bay ở độ cao 17.000 feet. 6 giờ 30 phút sáng, tại sân bay Buckingham, phi hành đoàn của hãng British Airways đã chuẩn bị từ sớm để sẵn sàng cho hành trình dài hơn 1.500 km đến thành phố Malaga, Tây Ban Nha. Cơ trưởng của chuyến bay là Timothy Lanscarter, 42 tuổi, người đã có 21 năm kinh nghiệm trên các chuyến bay thương mại với 11.050 giờ bay. Cơ phó là Alastair Atchison, 39 tuổi, với 7.500 giờ bay. Anh chỉ vừa mới gia nhập phi hành đoàn của British Airways. Ngoài ra, còn có 4 thành viên phi hành đoàn và 81 hành khách. Tất cả đều đang rất háo hức để đến với thành phố Malaga xinh đẹp. Trước khi bắt đầu hành trình bay, theo thông lệ, Atchison đi kiểm tra vòng quanh máy bay một lần nữa. Trong khi đó, cơ trưởng xem xét lại các thông số bảo dưỡng của máy bay. Sau khi đã hoàn thành và nhận thấy không có bất kỳ một sự cố kỹ thuật nào, 8 giờ 20 phút theo giờ địa phương, cơ phó điều hành cho máy bay cất cánh. Cơ trưởng thông báo đến các hành khách và chạm mặt đất. Tôi là Lancaster, cơ trưởng chuyến bay. Chào mừng bạn trên chuyến bay này. Chúc bạn có một thời gian vui vẻ và thư giãn. Trạm không lưu Birmingham 5390 sẵn sàng cất cánh. Chiếc máy bay chở khách phản lực của British Aircraft Corporation BAC-111 528FL từ từ di chuyển khỏi đường băng. Giờ 22 phút, máy bay được thiết lập ở chế độ lái tự động. 8 giờ 33 phút, máy bay đã leo lên độ cao khoảng 17.300 feet, tương đương với 5.300 mét. Lúc này, chuyến bay diễn ra hết sức thuận lợi. Cả hai phi công đều tháo dây đai ở vai để thư giãn. Cơ trưởng Lanscarter nới lỏng dây đai ở đùi của mình. Anh nhìn ra cửa sổ, ngắm khung cảnh tuyệt đẹp khi ánh mặt trời chiếu xuống thị trấn Discord, quận Oxfordshire. Đột nhiên, Lanscarter cảm nhận được điều gì đó khác thường. Anh quay sang nói với cơ phó. Này Art, cậu giảm nhiệt độ điều hòa đấy à? Cơ phó đang nhâm nhi tách trà, ngay lập tức phủ nhận. Tôi cũng thấy hơi gió lạnh lọt vào đây, nhưng không phải do tôi giảm nhiệt độ. Cơ trưởng bắt đầu nghi ngờ cảm giác của mình. Bỗng nhiên, cửa sổ bắt đầu rung lên. Trên mặt kính xuất hiện những vết nứt nhỏ. Lanscarter còn chưa kịp định hình những gì đang xảy ra thì trong tích tắc, một cơn ác mộng ập đến. Tiếp viên trưởng Nigel Ogden vừa mở cánh cửa buồng lái để mang thức ăn cho tổ bay thì một tiếng nổ lớn vang lên. Hơi nước nhanh chóng tràn vào và choáng kín cabin. Tấm kính chắn gió ở phía cơ trưởng bị thổi bay trong không trung. Cơ trưởng Lanscarter ngay lập tức bị hút ra ngoài bởi luồng không khí dồn dập từ quá trình giảm áp. Thấy vậy, Ogden nhanh chóng nắm lấy cổ chân của anh. Cơn gió cực mạnh khiến cho anh bị ghim chặt vào nóc buồng lái, đầu và phần thân trên lao ra chịu gió và lạnh cực độ. Trong khi đó, đầu gối của cơ trưởng bị kẹt vào bộ phận điều khiển của máy bay. Đúng lúc này thì chế độ lái tự động cũng lập tức ngừng hoạt động. Máy bay đột ngột hạ độ cao, cửa boong máy bay bị thổi vào, đè lên bảng điều khiển, chặn bảng điều khiển ga, khiến máy bay tăng tốc, lao nhanh về phía trước. Thêm vào đó, lực hút khiến cho các mảnh vỡ từ khoang hành khách bay thẳng vào buồng lái. Tài liệu chuyến bay cũng bị gió thổi bay tứ tung. Máy bay rung lắc dữ dội, hành khách bắt đầu thét lên trong hoảng loạn tột độ. Đồ vật, tư trang, hành lý không ngừng rơi xuống. Các tiếp viên nhanh chóng trấn an tinh thần và hướng dẫn họ trong tư thế nẹp để có thể hạ cánh bất kỳ lúc nào. Bên ngoài trời lúc này, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ khoảng âm 17 độ C. Chiếc BAC-111 lao đi với tốc độ 650 km/h.
Lúc này, không chỉ cơ trưởng đã gặp nguy hiểm, mà toàn bộ sinh mạng của 87 con người trên máy bay đều rơi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc. Tất cả đều phải trông cậy vào cơ phó Atchison. Anh lập tức thay cơ trưởng điều khiển máy bay. Mặc dù Atchison chỉ mới tham gia phi hành đoàn và chưa có nhiều kinh nghiệm trên BAC-111, nhưng anh đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Bởi lúc này đây, anh không cho phép bản thân được căng thẳng. Bởi vì chỉ cần sai một bước, chuyến bay sẽ trở thành thảm họa. Anh cố gắng kích hoạt lại chế độ lái tự động và phát đi một cuộc gọi cấp cứu. ATC, 5390 cần giúp đỡ, đã có vụ nổ trên máy bay, yêu cầu hạ cánh khẩn cấp. Phía ATC đã nhận được tín hiệu và lập tức phản hồi. Nhưng lúc này, do gió quá lớn, cơ phó không thể nghe thấy hướng dẫn của trạm mặt đất được nữa. Bên tai anh chỉ toàn tiếng vù vù và tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm. Tình hình bấy giờ vô cùng nguy cấp. Do là một chiếc máy bay đời cũ, BAC-111 đã không được trang bị đầy đủ bình dưỡng khí cho hành khách. Trong vòng 30 phút nữa, nếu không thể hạ cánh, tất cả có thể sẽ bị ngạt khí và tử vong. Vì vậy, Atchison quyết định tự hạ độ cao và tìm cách đáp máy bay nhanh nhất có thể để đảm bảo an toàn. Tiếp viên trưởng Ogden vẫn đang bám chặt lấy cơ trưởng, nhưng có vẻ như anh đã trở nên kiệt sức. Tay của anh thậm chí đã bị thương nặng do lực ma sát và đông cứng lại vì lạnh. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Một tiếp viên khác là Simon Roger đã tới cùng anh giữ lấy cơ trưởng. Việc mất liên lạc với ATC cộng với tiếp viên thông báo rằng tất cả hành khách đang có dấu hiệu khó thở đã làm cho tình hình càng lúc càng trở nên nguy hiểm hơn. Cách duy nhất để khắc phục tình huống này là bịt kín lỗ hổng mà tấm kính chắn gió bị phá hủy để lại. Và để làm được điều ấy đồng nghĩa với việc phải từ bỏ cơ trưởng, dùng tính mạng của anh để đánh đổi lại gần 90 sinh mạng trên máy bay lúc này. Theo quy định của British Airways, khi máy bay gặp sự cố trên không, phi hành đoàn có nghĩa vụ hy sinh mọi thứ để đảm bảo an toàn cho hành khách, trừ trường hợp họ không muốn. Do đó, cơ phó Atchison đề nghị biểu quyết bởi 84 hành khách để có quyết định cuối cùng. Tiếp viên John Hayward phụ trách thông báo và tổng hợp biểu quyết. Thưa quý khách, sau sự cố vừa rồi, cơ trưởng của chúng ta đã bị cuốn ra khỏi khoang lái. Phi hành đoàn đang cố giữ anh ấy. Bây giờ chúng ta có hai phương án, một là để mặc cơ trưởng rơi xuống và tìm cách đóng kín chắn gió, lấy lại cân bằng khí áp trong máy bay. Hay là giữ lại anh ấy, không bịt lại lỗ hổng. Điều này liên quan đến tính mạng của tất cả quý khách. Mong các vị nhanh chóng đưa ra biểu quyết. Chúng ta có 81 người, nếu số đồng ý quá nữa chúng tôi sẽ lập tức thực hiện. Bây giờ ai đồng ý bỏ lại cơ trưởng xin hãy giơ tay. Sau lời nói ấy, khung cảnh hoảng loạn đột nhiên dịu xuống. Vài giây sau, có một người giơ tay, rồi hai người, năm người, 10 người, 20 người. Nhìn thấy trạng thái này, tiếp viên đã cố gắng kiềm chế những cảm xúc đau buồn của mình, không để nước mắt chảy xuống. Bên dưới đã có tổng cộng 40 cánh tay giơ lên. Họ cho rằng không chỉ vì một người mà bỏ mặc mạng sống của tất cả những người còn lại được. Bỗng nhiên, một tiếng khóc lớn của một đứa trẻ khoảng 10 tuổi vang lên. Mẹ ơi, mẹ đừng giơ tay. Nếu mẹ giơ tay, chú cơ trưởng sẽ phải chết. Chúng ta có bố và em Mina đang chờ đợi. Chú cơ trưởng cũng thế, chú có gia đình. Họ cũng mong chú ấy sẽ trở về mà. Tiếng gào ấy làm thức tỉnh mọi người xung quanh. Một cậu bé còn có thể hiểu chuyện đến vậy, thì những người lớn như họ tại sao lại quá ích kỷ? Các cánh tay bắt đầu nối tiếp nhau bỏ xuống. Dù sao cho đến lúc này, họ cũng đã ngồi trên một chuyến bay. Thôi thì tất cả hãy cứ để số phận định đoạt. Một số vẫn tỏ ra không đồng tình, nhưng sau đó cũng hạ tay xuống. Vậy là đã có kết quả. Cơ trưởng Lance Carter được giữ lại. Nhưng tình hình hiện tại của cơ trưởng đang vô cùng tồi tệ. Đầu và tay của anh liên tục đập vào thân máy bay, máu chảy ra, hai mắt anh mở to bất động. Những người trong buồng lái bắt đầu nghĩ rằng anh đã chết. Họ sợ hãi nhìn nhau, Ogden cố gắng trấn tĩnh. Dù thế nào, anh cũng sẽ không từ bỏ cơ trưởng. Anh và Simon dùng dây an toàn buộc Lance Carter vào ghế và giải phóng chân anh khỏi bộ điều khiển. Họ tin rằng cơ trưởng là một chiến binh mạnh mẽ và anh ấy nhất định sẽ không đầu hàng. Lúc này, chiếc máy bay đang bay qua Heathrow, không phận nhộn nhịp bậc nhất Vương quốc Anh. Có rất nhiều chuyến bay bay qua đây mỗi ngày, và nếu không nhanh chóng đưa máy bay vào trạng thái ổn định thì rất có thể xảy ra va chạm và tai nạn. Nhưng mặc kệ những cố gắng bay vòng của cơ phó, BAC-111 vẫn đang tiếp tục lao xuống theo hình xoắn ốc với tốc độ 24 m/s mà không có chế độ lái tự động.
liệu máy bay sẽ rơi xuống và tất cả sẽ kết thúc. Đúng lúc tưởng chừng như tuyệt vọng này, thì cơ phó đã có thể nghe thấy thông báo từ đài kiểm soát không lưu, mở ra tia hy vọng đầu tiên. ATC hướng dẫn anh đáp xuống sân bay Southampton. Phi 5390, nếu có thể hãy nhanh chóng hạ cánh xuống sân bay Southampton, nó đang ở rất gần rồi. Nhưng một lần nữa, số phận lại trêu đùa với các hành khách và phi hành đoàn 5390. Nguy hiểm lại đến với họ. Cơ phó Atchison chưa từng đáp xuống sân bay Southampton trong suốt sự nghiệp của mình. Anh không quen với sân bay cũng như hệ thống cảnh báo tại đây. Và một vấn đề nghiêm trọng nữa là tất cả các biểu đồ và tài liệu chuyến bay đã bị hút khỏi buồng lái. Anh liên hệ với ATC đề nghị được chuyển hướng sang sân bay Gatwick gần đó vì anh đã quen thuộc với sân bay này. Nhưng trạm mặt đất lại thông báo rằng Gatwick đã không còn đường băng trống và yêu cầu 5390 hãy cố gắng đáp xuống Southampton. Nhận được tín hiệu, cơ phó ngay lập tức chuyển hướng sang tần số ATC tại Southampton. Lúc này đây, anh còn một mối lo ngại nữa. BAC-111 không có khả năng giải phóng nhiên liệu trước khi hạ cánh. Và vấn đề nữa là, chiều dài của đường băng liệu có đủ khi mà máy bay cần một đường băng tối thiểu 1.800m để có thể hạ cánh an toàn. ATC, đây là 5390, nghe rõ xin hãy phản hồi. Southampton đã nhận được tín hiệu. Tôi cần sự giúp đỡ, tôi chưa bao giờ hạ cánh xuống sân bay này. Hãy yên tâm, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn. Tôi còn một mối lo ngại nữa, làm ơn hãy xác nhận chiều dài của đường băng có thể chấp nhận được BAC-111 không? Chúng tôi cần độ dài ít nhất là 1.800m. Vậy thì hãy hạ cánh ở đường băng số 5, nó vừa đủ với yêu cầu của bạn. Đó là đường băng lớn nhất của chúng tôi rồi. Atchison đã thở phào nhẹ nhõm và thiết lập hạ cánh theo hướng dẫn của kiểm soát viên. Đồng thời, anh cũng không quên thông báo cho họ về sự cố của máy bay và tình hình hiện tại của cơ trưởng. Kiểm soát không lưu đã vô cùng kinh ngạc với những gì mình nghe được và sau đó lập tức huy động đội cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường. Như một phép màu, sau thời gian dài nỗ lực của ATC và phi hành đoàn, lúc 8 giờ 55 phút theo giờ địa phương, chuyến bay 5390 hạ cánh an toàn xuống sân bay Southampton. Cơ trưởng Lance Carter sống sót một cách thần kỳ sau gần 22 phút tiếp xúc với sức gió 600 km/h và nhiệt độ gần -17°C. Anh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tê cóng, bầm tím, gãy xương ở tay phải, ngón tay cái bên trái và cổ tay phải. Tiếp viên trưởng Ogden chỉ bị chấn thương nhẹ. Tất cả các hành khách và phi hành đoàn còn lại đều bình an và không có bất kỳ một thương tích nào. The BAC-111 was flying at 23,000 feet when a cockpit windshield next to the... Ngay sau đó, Cục Điều tra Tai nạn Hàng không AAIB của Vương quốc Anh đã vào cuộc điều tra để tìm ra nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn. Họ đã phát hiện ra những chi tiết gây sốc về quy trình bảo dưỡng của máy bay. Các kỹ sư đã không tuân theo chính sách bảo trì của British Airways. Chiếc máy bay BAC-111 528FL được thay kính chắn gió 27 giờ trước khi bay. Do gấp rút chuẩn bị, kính chắn gió đã được lắp đặt bằng các bu lông không chính xác. Nó được cố định bằng 91 bu lông, nhưng 84 trong số chúng hẹp hơn 0.66mm so với mức quy định. Điều này dẫn đến các chốt quá nhỏ đã không thể chịu được chênh lệch áp suất không khí giữa cabin và không khí bên ngoài của máy bay. Kết quả của sự bất cẩn này chính là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Ngoài ra, có một bí mật được tiết lộ vào phút chót đã khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Chuyến bay 5390 đã vô cùng may mắn khi quyết định giữ lại cơ trưởng. Bởi nếu để cơ trưởng rơi xuống, anh sẽ bị cuốn vào động cơ chuyển động ở cánh máy bay. Khi ấy, máy bay nhất định sẽ bị hỏng và số phận của tất cả những người trên máy bay sẽ thật khó định đoạt. Như vậy, phép màu đã đến với chuyến bay 5390 là nhờ vào những nghĩa cử cao đẹp mang tên lòng trắc ẩn. Quyết định lương thiện của 81 hành khách cuối cùng đã làm nên một kỳ tích, vừa có thể cứu được cơ trưởng, vừa giúp họ thoát được một bi kịch tồi tệ. Có lẽ thiện tâm và hành động hy sinh vì người khác của mình đã giúp họ nhận được phước báo. Air Transat 236, máy bay bị lủng bình xăng, cơ trưởng mới đi tù về hạ cánh nghe thở cứu hơn 300 hành khách. Ngày 24 tháng 8 năm 2001, sân bay quốc tế Toronto, Canada. TS-236 là một chuyến bay bận rộn của Air Transat.
có lịch trình từ Toronto đến sân bay Humberto Delgado ở thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha. Chuyến bay được khai thác trên một chiếc Airbus A330, một loại máy bay phản lực thân rộng, tầm xa, sản xuất và phát triển bởi Airbus. Trang bị hai động cơ Rolls-Royce Trent 700 mạnh mẽ, sở hữu công nghệ Fly-by-Wire mới nhất, cùng với đó là bảng thành tích an toàn ấn tượng. A330 được coi là ngôi sao đội bay đường dài của hãng. Tôi nghĩ là bạn nên lưu ý một vài thông tin sau đây. Vào ngày 17 tháng 8 vừa qua, chiếc máy bay này đã được đưa đi bảo trì định kỳ. Tại đây, do tìm thấy một số vấn đề ở động cơ bên phải, các kỹ sư đã quyết định thay thế nó. Vấn đề là thời điểm đó, hãng hàng không không có bất kỳ động cơ dự phòng nào trên toàn bộ Bắc Mỹ. Vì vậy, họ phải mượn từ Rolls-Royce một mẫu cũ hơn và không có bơm thủy lực. Thời gian gấp rút, bất chấp các lo ngại, đội bảo trì đã tận dụng lại một bộ phận tương tự trên động cơ trước đó. Điều này đã vô tình khiến cho quá trình lắp đặt tồn tại một lỗ hổng lớn. Đường ống thủy lực và đường dẫn nhiên liệu máy bay quá gần nhau và không có đủ khoảng trống theo tiêu chuẩn. Thật tồi tệ khi không một ai phát hiện ra điều này. Quay trở lại với sân bay, lên máy bay ngày hôm ấy là 293 hành khách. Hầu hết họ là người Canada, ngoài ra còn có một số người Bồ Đào Nha xa xứ đang trở về quê hương. Điều hành chuyến bay là 13 thành viên phi hành đoàn, 11 tiếp viên và 2 phi công. Cơ trưởng là đại úy Robert Piquet, 48 tuổi. Trong quá khứ, cơ trưởng đã từng có thời gian đi tù 16 tháng do bị bắt quả tang xách nhầm kem đánh răng bằng đường hàng không. Bất chấp điều đó, nhờ cải tạo tốt cùng với việc sở hữu kỹ năng lái máy bay thượng thừa, ông ấy đã trúng tuyển vào Air Transat vào năm 1995 và trở thành phi công chủ chốt của hãng. Cơ trưởng có tổng cộng 16.800 giờ bay, trong đó có 796 giờ là trên những chiếc A330. Ông cũng đã từng tham gia lái rất nhiều loại máy bay khác nhau, bao gồm cả những chiếc thủy phi cơ trên vùng núi khắc nghiệt ở miền Bắc Canada. Cơ phó là Dick DeJager, 28 tuổi. Anh có 4.800 giờ bay, trong đó có 386 giờ là trên những chiếc A330. Sau khi nạp đầy hai bình chứa nhiên liệu ở cánh, với tổng tải là 46,9 tấn, nhiều hơn 5,5 tấn so với mức cần thiết. Đúng 0 giờ 52 phút, tức là 20 giờ 52 phút theo giờ địa phương, cơ trưởng cho máy bay cất cánh trên đường băng. Chóng leo lên độ cao hành trình 39.000 feet. Máy bay lần lượt bay qua các tỉnh hàng hải của Canada trước khi hướng ra Đại Tây Dương rộng lớn. Hành khách bắt đầu nghỉ ngơi, hành trình dài 7 giờ đồng hồ đang chờ đợi họ ở phía trước. Do là một chuyến bay xuyên Đại Tây Dương, không có radar quan sát từ đài mặt đất. Mặc dù hầu hết đã được tự động hóa, các phi công vẫn luôn phải giám sát chặt chẽ các thay đổi trên chiếc phi cơ của mình. Trong vòng 4 giờ sau khi bay lên, tất cả dường như vẫn bình thường. Cả hai phi công đều không biết rằng sâu bên trong động cơ bên phải, mầm mống thảm họa do đội bảo trì gieo vào vài ngày trước đó sắp đạt được thành quả. Không đủ thời gian cần thiết, đường ống nhiên liệu và đường ống thủy lực đã cọ sát với nhau và tạo ra một vết nứt trên đường ống nhiên liệu. Ban đầu vết rò rỉ tương đối nhỏ, nhiên liệu chảy ra với tốc độ 10 km/phút. Tuy nhiên sau một khoảng thời gian ngắn, vết nứt ngày càng mở rộng, nó vỡ ra, nhiên liệu bắt đầu phun vào động cơ với tốc độ khủng khiếp. Phi hành đoàn không nhận được bất kỳ cảnh báo nào cho đến 25 phút sau đó. Máy tính thông báo rằng áp suất dầu cao, lượng dầu và nhiệt độ dầu thấp trên động cơ số 2, động cơ bên phải của máy bay. Các phi công đã lục tung cuốn sổ tay hướng dẫn, nhưng chẳng có tài liệu nào có thể giải thích được điều này. Cơ trưởng thực hiện một cuộc gọi tới trung tâm kiểm soát bảo trì của hãng tại Quebec, Canada và truyền tiếp những điều bất thường tới người điều phối. Xin chào, đây là 236. Chúng tôi cần sử dụng nữa. Chúng tôi nhận được cảnh báo về nhiệt độ dầu thấp và áp suất dầu cao bên động cơ số 2. 236, tiếp tục theo dõi thêm về mức dầu của bạn và thông báo cho chúng tôi những gì xảy ra tiếp theo. Có vẻ như các kỹ sư bảo trì cần thêm thời gian để xác định được vấn đề thực sự mà 236 đang gặp phải. 30 phút sau đó, một tin xấu xuất hiện trên màn hình Aircam, màn hình trung tâm bên trong buồng lái, cho thấy sự mất cân bằng nhiên liệu ở bình cánh trái và bình cánh phải. Sự mất cân bằng nhiên liệu là bất thường, nhưng nhìn chung nó không phải là vấn đề quá đáng báo động. Cơ trưởng Piquet đã nhiều lần xử lý tình trạng này,
Trong quá trình huấn luyện hỏng động cơ, và ông biết rõ phải làm gì. Thay vì tham khảo các danh sách kiểm tra, ông ấy đã hành động hoàn toàn bằng kinh nghiệm. Cơ trưởng mở van cấp nhiên liệu chéo, kết nối thùng nhiên liệu ở cánh trái và cánh phải với nhau, lấy nhiên liệu từ cánh trái truyền sang cánh phải. Tuyệt thật, thay vì nhiên liệu chỉ bị rò rỉ ở một bên cánh, thì giờ đây cơ trưởng đã giúp xăng thoát ra từ cả hai cánh. Nếu điều này vẫn tiếp diễn, máy bay sẽ sớm hết sạch nhiên liệu. Trên các thiết bị đo của máy bay, các thông số hiển thị rằng máy bay đã không còn đủ xăng để đến Lisbon được nữa. Cứ 5 phút trôi qua, chiếc máy bay lại mất đi 1 tấn nhiên liệu. Nó đang tạo nên một cơn mưa xăng trên bầu trời. Các phi công bắt đầu vắt óc để tìm ra lời giải thích nào đó cho các vấn đề mà họ đang phải đối diện. Sau một hồi suy nghĩ, cả hai đều đồng thuận rằng tất cả chỉ là do lỗi của máy tính. Việc báo cáo sai về nhiên liệu do lỗi cảm biến không phải là chưa từng xuất hiện trên một chiếc Airbus. Và lại, làm sao mà một chiếc máy bay hiện đại lại có thể hết nhiên liệu trong thời gian được cho là an toàn nhất của chuyến bay, khi mà nó thậm chí còn được nạp thừa tới 5 tấn nhiên liệu trước khi khởi hành? Điều này gần như là không tưởng. Khả năng bị rò rỉ xăng đã từng xuất hiện thoáng qua trong đầu các phi công, nhưng nó nhanh chóng bị loại bỏ. Trong tâm lý học, đứng trước sự căng thẳng và khối lượng công việc cao, ở một tình huống bất lợi, con người thường có xu hướng giải thích nó theo cách của một nhà luật sư hơn là các nhà khoa học. Họ tự bào chữa quan điểm của bản thân với cách nhìn chủ quan hơn, thay vì cố gắng tìm ra các bằng chứng để bác bỏ nó. Sau một khoảng thời gian phân tích, mặc dù đã mở van cấp phép, thì sự chênh lệch giữa hai thùng nhiên liệu vẫn chưa bao giờ có dấu hiệu sụt giảm. Lúc này, chỉ báo của máy bay cho thấy A330 chỉ còn đúng 7 tấn nhiên liệu. Các phi công trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Họ không thể ngó lơ được nữa. 300 sinh mạng đang nằm trong tay họ. Đã đến lúc phải đưa ra quyết định. Máy bay lúc này đã bay quá nửa đại dương. Họ không thể quay đầu được nữa và cũng không có quá nhiều lựa chọn. Điểm đến duy nhất mà phi hành đoàn có được là một sân bay nhỏ ở Azores, một quần đảo của Bồ Đào Nha. 5 giờ 45 phút, cơ trưởng gọi lại và thông báo kế hoạch cho cơ quan kiểm soát không lưu ở Santa Maria. Santa Maria, đây là 236. Chúng tôi đang cạn kiệt nhiên liệu. Yêu cầu là chuyển hướng khẩn cấp xuống sân bay là trên. Xác nhận yêu cầu của bạn. 236, hướng về phía nam, đường băng sẽ được chuẩn bị. Bên trong cabin, các hành khách vẫn chưa hề biết những gì đang xảy ra. Tình hình càng ngày càng tồi tệ hơn trong buồng lái. Máy bay chỉ còn đúng 4,8 tấn nhiên liệu. Để chắc chắn hơn, cơ trưởng đã lệnh cho một nữ tiếp viên tiến hành kiểm tra trực quan. Giữa màn đêm tối đen như mực, dù đã soi đèn pin, thế nhưng nữ tiếp viên cũng không quan sát được bất kỳ thứ gì bất thường từ động cơ. Lo ngại có sự rò rỉ bên trong động cơ số 2, cơ trưởng đã bật bơm nhiên liệu ở thùng bên phải, cung cấp cho cả hai động cơ. Điều này phần nào giúp bảo tồn nhiên liệu còn lại ở động cơ bên trái. Nhưng không rõ lý do là gì, chỉ sau 5 phút, các phi công đã chuyển cấu hình trở lại. Khi mọi thứ vẫn còn đang nằm trong vòng luẩn quẩn, thì 6 giờ 13 phút sáng, động cơ bên phải đã bất ngờ bốc cháy. Đến bây giờ thì cả hai phi công mới thực sự nhận ra vấn đề. Không xong rồi, chúng ta đã nhầm rồi. Cơ trưởng lập tức tác dụng một lực đẩy tối đa lên động cơ bên trái và bắt đầu cho máy bay hạ độ cao. Chiếc máy bay hàng trăm tấn, lúc này đang được vận hành bởi một động cơ duy nhất. Nó chỉ còn 600 kg nhiên liệu, trong khi đang cách sân bay tới 240 km. Cơ trưởng tuyên bố tình trạng khẩn cấp với đài không lưu. 13 phút sau, khi đang bay ở độ cao 34.000 feet và cách sân bay 120 km, nỗi sợ lớn nhất cũng đã đến. Động cơ bên trái tiếp tục bốc cháy. Máy bay không còn nguồn điện. Một trong những cỗ máy có công nghệ phức tạp nhất trên bầu trời giờ đây đã biến thành một con diều sắt khổng lồ bị đứt dây. Một bản án tử thực sự đối với tất cả hành khách và phi hành đoàn. Mayday, chúng tôi đã mất cả hai động cơ. 236, chúng tôi đã có thể nhìn thấy bạn trên radar. Tiếp tục di chuyển về phía nam, chúng ta còn cách 120 km. Hai động cơ đã mất đi, nhưng thật may là lúc này, cứu tinh của chiếc A330 đã kịp thời xuất hiện. Một chiếc tua bin khí ram, gọi tắt là RAT, tự động được triển khai từ bên dưới thân máy bay. Bằng cách quay trong gió, nó sẽ tạo ra một lượng điện năng nhỏ được sử dụng để cung cấp cho các thiết bị của cơ trưởng cùng một số hệ thống trực quan khác. Chiếc A330 đang hạ độ cao với tốc độ 2.000 feet trên phút. Dựa trên tính toán của cơ phó, thì máy bay chỉ có thể bay thêm nhiều nhất 14-15 phút nữa thôi. Đối lập với tia hy vọng vừa manh nha trong buồng lái, khoang hành khách lúc này chìm trong bóng tối do mất điện.
Sự hỗn loạn đã nhanh chóng được thay thế bằng không khí im lặng đến đáng sợ. Các tiếp viên nhận được lệnh chuẩn bị dù và các biện pháp cần thiết trong tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Họ nhanh chóng phân phát áo phao và hướng dẫn các hành khách thực hiện tư thế nẹp bằng cả ba thứ tiếng Anh, Pháp và Bồ Đào Nha. Mọi người chú ý, chúng ta đang chuẩn bị hạ cánh. Câu nói này đã tiếp thêm tinh thần cho hầu hết hành khách. Vào ban đêm, lại đang ở giữa đại dương, một cú đáp xuống nước thực sự sẽ dẫn đến một cái kết bi thảm. Vào năm 1996, một chiếc Boeing 767 cũng đã gặp tình trạng tương tự 236 và cơ trưởng của nó đã cố gắng đáp xuống mặt nước ở bờ biển Đông Phi. Kết cục là trong 175 người, chỉ có 50 người sống sót. Quay trở lại cabin, không có động cơ để nạp không khí, nó bắt đầu xảy ra tình trạng giảm áp, khối lượng oxy giảm xuống và các mặt nạ dưỡng khí cũng bung ra từ trần máy bay. Sự sống còn lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào cơ trưởng. Với ông ấy, đây quả thực là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Nó khác với tất cả những gì đã được huấn luyện trước đây. Cần phải biết rằng, giống như hầu hết các dòng máy bay khác, động cơ không chỉ cung cấp năng lượng cho máy bay để tiến về phía trước, mà nó còn là nguồn cung cấp điện và thủy lực. Mất đi động cơ, không những mất đi một vài các thiết bị và bộ phận quan trọng như cản gió, tay lái, bánh mũi và bộ đảo chiều lực đẩy, máy bay còn mất đi 2 trong 3 hệ thống thủy lực, thứ cung cấp năng lượng cho phần đuôi của máy bay, khiến cho nó mất đi thăng bằng và khó điều khiển hơn rất nhiều. Vận dụng một vài kỹ năng lái thủy phi cơ trên vùng núi khắc nghiệt của Canada để giữ cho máy bay ở độ cao lớn nhất có thể, cơ trưởng đã điều chỉnh tốc độ của máy bay bằng với tốc độ cảnh báo chết máy thông qua điều chỉnh việc lên xuống của mũi máy bay. Đồng thời, cơ trưởng cần đảm bảo rằng tốc độ của máy bay luôn phải được duy trì 259 km/h, vì nếu thấp hơn, tua bin khí sẽ ngừng tạo ra điện. Ngược lại, không thể để cho máy bay di chuyển nhanh hơn 370 km/h, nếu không càng đáp sẽ không thể triển khai được do máy bay đang lướt trên bầu trời. ATC, chúng tôi còn cách sân bay bao xa nữa? 236, tôi đã nhìn thấy bạn ở trên radar, 20 km về phía nam. Mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi chờ đợi bạn. Lúc này đội cứu hỏa và đội ngũ y tế đã được tập hợp ở sân bay. Đèn đường băng được bật sáng hơn bao giờ hết. Sau 19 phút lơ lửng trên bầu trời, hành khách đã có thể nhìn thấy ánh sáng của đảo Tessera xuất hiện trong màn đêm đen tối. Đến bây giờ, cơ trưởng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mọi nỗ lực của ông đang dần có kết quả. Tuy nhiên, những thử thách vẫn chưa dừng lại. Máy bay vẫn đang bay quá cao, cách sân bay chừng 12 km. Độ cao máy bay vẫn được ghi nhận ở mức 13.000 feet. Thêm vào đó, cơ phó cũng báo cáo rằng tốc độ tiếp cận của máy bay lúc này là 370 km/h, cao hơn 100 km so với tốc độ tiêu chuẩn. Nếu cho máy bay tiếp cận trực tiếp xuống sân bay, đường đi của nó sẽ rất dốc và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không có đường vòng, không thể tiếp cận hụt, cơ trưởng chỉ có một cơ hội duy nhất để hạ cánh. Ông ấy tính nhầm chừng vài giây và bắt đầu cho máy bay bay một cú 360 độ. Mỗi một vòng như vậy, máy bay sẽ hạ xuống được chừng khoảng 4.000 đến 5.000 feet. Không còn đủ khoảng cách để thực hiện một cú xoay 360 khác, vận dụng tất cả những khả năng của mình, cơ trưởng đã liên tục điều khiển máy bay di chuyển theo các vòng hình chữ S. Điều này sẽ giúp cho máy bay có nhiều thời gian hơn để hạ cánh. Đây quả thực là một kỹ thuật rất khó mà không phải phi công nào cũng có thể thực hiện được. Việc tính toán tốc độ, biên độ và khoảng cách phải gần như chính xác tuyệt đối. Sau ít phút, máy bay đã có thể lao mạnh xuống đường băng. Trong các trường hợp bình thường, khi hạ cánh, máy bay sẽ có các cánh tà để tăng lực cản và lực đẩy động cơ sẽ giúp nâng mũi máy bay lên. Còn đối với 236, lúc này thì cơ trưởng chỉ có thể dùng phanh tay. Do lực phanh quá gấp và mạnh, những tia lửa bắn ra, 8 trong số 12 chiếc lốp bị nổ và máy bay này lên xuống liên tục trên nền bê tông. Nó trượt dài thêm một quãng chừng 350 m trước khi rít lên một tiếng chói tai và dừng lại lúc 6:54. Lốp máy bay bị mòn đến tận vành, khói bốc ra, cơ trưởng đã ngay lập tức ra lệnh sơ tán. Tất cả các hành khách tìm cách thoát khỏi máy bay trong vòng 90 giây. Đám cháy bùng phát sau đó và đã được dập tắt bởi đội cứu hỏa.
Như một phép màu, 306 hành khách đều sống sót, không ghi nhận bất kỳ trường hợp bị thương nặng nào. Cục điều tra và phòng ngừa tai nạn hàng không Bồ Đào Nha cùng Ủy ban Giao thông Vận tải Canada đã cùng nhau bắt tay tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn. Sự cầu thả của đội bảo trì đã được phát hiện. Air Transat đã nhận trách nhiệm về vụ tai nạn và bị chính phủ Canada phạt số tiền 250.000 đô la. Tin tức về sự kiện được nhắc đi nhắc lại trên các chương trình truyền hình và phủ kín các mặt báo. Cơ trưởng Piquet và cơ phó De Jager được ca ngợi như những anh hùng. Họ nhận về nhiều giải thưởng danh giá. Tất cả những gì diễn ra trên chuyến bay số 236 được tôn vinh như một chuyến tàu lượn dài nhất trong lịch sử hàng không với quãng đường 121 km. Kỷ lục này vẫn chưa được phá vỡ cho đến tận ngày hôm nay. US Airways 1549 lao phải đàn chim, máy bay hạ cánh thân kỳ trên sông Hudson. Ngày 15 tháng 1 năm 2009, sân bay LaGuardia, thành phố New York. Buổi chiều đầy bận rộn tại một trong những phi trường lớn nhất Hoa Kỳ, chiếc Airbus A320 này đang được tiếp nhiên liệu, chuẩn bị cho hành trình bay thường nhật đến với sân bay Douglas, thành phố Charlotte, Bắc Carolina. Là dòng máy bay bán chạy thứ hai trong lịch sử ngành hàng không, làm nên tên tuổi của hãng tàu bay Airbus. A320 được trang bị hai động cơ phản lực mạnh mẽ General Electric CFM56 cùng với nhiều tính năng hiện đại. Ngày hôm ấy có tổng cộng 150 hành khách đã lên máy bay, hầu hết đều là công dân Mỹ. Điều khiển chuyến bay là 5 thành viên phi hành đoàn, bao gồm 3 tiếp viên và 2 phi công chịu trách nhiệm trong buồng lái. Cơ trưởng là Chetley Sully Sullenberger, 57 tuổi, một cựu phi công chiến đấu của lực lượng không quân Hoa Kỳ, từng tham gia lái chiến đấu cơ F-4 Phantom, đồng thời cũng là một chuyên gia về an toàn hàng không. Ông đã tích lũy được tổng cộng 19.663 giờ bay, trong đó có 4.765 giờ là trên những chiếc A320. Tốt nghiệp trường trung học Denison với điểm gần như tuyệt đối, thuộc top nhóm người có chỉ số IQ cao nhất thế giới. Cơ trưởng Sully sở hữu một tấm bằng cử nhân về tâm lý học và khoa học cơ bản của Học viện Hàng không Hoa Kỳ, 2 tấm bằng thạc sĩ từ 2 trường đại học danh tiếng. Cơ phó là Jeffrey Skylet, 49 tuổi, tuy mới chỉ có 37 giờ bay trên A320, nhưng cơ phó là một phi công rất giàu kinh nghiệm. Ông đã tích lũy được 20.727 giờ bay trong suốt sự nghiệp của mình. Sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục, 15 giờ 24 phút, cơ trưởng Sully thực hiện một cuộc gọi tới đài mặt đất. LaGuardia, đây là Hoàng Đăng 49. Tất cả đã sẵn sàng. Hoàng Đăng 49, đường băng 4R, chúc buổi tối tốt lành. Nhận được hiệu lệnh, chiếc Airbus bắt đầu lăn bánh và cất cánh trên đường băng số 4R. Cơ phó là người đảm nhiệm vai trò điều khiển máy bay, còn cơ trưởng đảm nhận công việc liên lạc và giám sát. Khi leo lên độ cao 700 feet, phi hành đoàn tiếp tục nhận được hướng dẫn leo lên độ cao mục tiêu 15.000 feet. Cơ phó kích hoạt chế độ lái tự động, cả phi hành đoàn và các hành khách bắt đầu thư giãn và tận hưởng chuyến bay. Chỉ có điều chẳng một ai hay biết, một tai họa bất ngờ đang sắp sửa ập đến với họ. Vào lúc này, ở phía ngược lại có một đàn ngỗng hàng trăm con đang lao thẳng về phía chiếc Airbus. Đây là một đàn ngỗng mà cứ mỗi năm mùa đông đến, chúng sẽ di cư từ phía bắc Canada xuống đến bang Florida hoặc các hòn đảo trên biển Caribe để tránh rét. Mỗi con có thể nặng từ 1,5 kg và con to nhất có thể nặng tới 4 kg. Cần phải biết rằng va chạm với chim hay những vật thể bay trên bầu trời được coi là một trường hợp hy hữu và là một nỗi ám ảnh thực sự đối với các phi công. Mặc dù không thể làm tắc nghẽn động cơ, xác từ những loài động vật nhỏ bé này vẫn có thể gây ra các hỏng hóc từ sâu bên trong, phá hủy chiếc máy bay hàng trăm tấn được làm từ những vật liệu bền bỉ nhất. Ví dụ điển hình đặc biệt phải kể đến, đó là vào ngày 4 tháng 10 năm 1960. Ngay sau khi cất cánh,
chuyến bay 375 của Eastern Airlines đã va phải một đàn sáo châu Âu. Cả bốn động cơ đều bị hư hỏng, máy bay mất đi lực nâng và lao thẳng xuống cảng Boston, khiến 62 người trên máy bay thiệt mạng. Quay trở lại với câu chuyện của 1549, thông thường đàn ngỗng sẽ bay ở độ cao 1500m, nhưng ngày hôm nay xui rủi thế nào, chúng lại bay thấp hơn quá nửa. Chẳng có nấy một âm thanh cảnh báo, chẳng phát ra tín hiệu, chúng giống như những viên đạn lạc được phóng ra, sẵn sàng tấn công bất cứ mục tiêu nào trên đường đi. Vào đúng 15:27, khi đang bay ở độ cao 820m với tốc độ 360km/h, cách sân bay LaGuardia khoảng 7,2 km về phía tây bắc, chiếc máy bay đã va chạm trực diện với đàn ngỗng. Hàng trăm con lớp đầy kính chắn gió lao đi như những con thiêu thân vào chiếc động cơ phản lực. Gần như ngay lập tức, hệ thống cánh quạt khí nén bên trong máy bay bị hư hỏng nặng. Cả hai chiếc động cơ được coi là bản thiết kế thành công nhất thế giới đã mất đi toàn bộ lực đẩy. Chiếc máy bay từ từ bay chậm lại và mất dần độ cao. Cabin ngập tràn mùi xăng và mùi hôi ám khét lẹt của những con chim bị nướng chín. Các tiếp viên đã trấn an hành khách và yêu cầu họ ngồi nguyên vị trí của mình. Ít giây sau, ánh đèn điện đồng loạt tắt ngấm. Tình hình trở nên nguy cấp, cơ trưởng Sully đã nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát máy bay. Ông khởi động lại APU, một nguồn điện dự phòng trên máy bay, và thực hiện một cuộc gọi đến đài không lưu. Trong khi đó, thì ở phía bên này, cơ phó đã kích hoạt hệ thống dập lửa và tham khảo danh sách kiểm tra, tìm cách khởi động lại ít nhất một trong hai động cơ. Việc khởi động APU sớm của cơ trưởng đã đem lại kết quả. Các thiết bị điều hòa không khí, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thông tin và các thiết bị điện tử khác trên máy bay đã hoạt động trở lại. Tại đài không lưu, nhân viên kiểm soát Patrick Hatten, người phụ trách ca trực tại đài LaGuardia hôm ấy, lập tức ra lệnh ngừng tất cả các hoạt động cất cánh hạ cánh của những máy bay khác, nhường chỗ cho chiếc Airbus A320. Bên cạnh đó, các phương tiện cứu thương, cứu hỏa cũng được huy động. Mọi thứ tạm thời đã được kiểm soát. Cơ trưởng Sully bình tĩnh và bắt đầu vạch ra các phương án. Bấy giờ chiếc máy bay đang bay trong không phận của trung tâm thành phố New York. Mỗi quyết định đưa ra đều vô cùng mạo hiểm. Nó không chỉ quyết định số mệnh của 155 người trên chiếc máy bay, mà là cả triệu người dưới mặt đất. Cơ trưởng nhận ra máy bay đang mất đi độ cao rất nhanh, và việc quay trở lại sân bay gần như là điều không thể. Thêm vào đó, một lý thuyết mà các phi công vẫn thường được học, đó là khi không có động cơ, việc quay đầu sẽ khiến cho máy bay mất đi độ cao nhiều hơn là khi bay thẳng về phía trước. Đúng lúc này, thì ông lại nhớ lại những lần đầu tiên điều khiển chiếc thủy phi cơ F-4 Phantom và chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Đó là cho máy bay hạ cánh trên sông Hudson. Con sông nằm ở phía tây khu Manhattan của New York, có dòng chảy theo hướng Bắc Nam. Máy bay đang cần một dải băng dài tối thiểu 2.000m. Và lại nếu đạp xuống bằng bụng, mà xa giữa thân và mặt nước sẽ làm giảm đáng kể độ trượt của máy bay. Chưa nói đến khả năng cháy nổ cũng thấp hơn nhiều nếu hạ xuống được bằng bê tông. Thông tin được gửi về đài mặt đất khiến ai nấy đều tái mặt. Đó quả thực là một quyết định liều lĩnh. 4549, xã Lộc 13, phía Đông Bắc, cùng hướng với bạn. Chúng tôi sẽ huy động cảnh sát, phong tỏa toàn bộ phương tiện giao thông. Bạn có thể hạ cánh xuống đây rồi. Sully thẳng thừng từ chối. Với dải cánh dài tới 36m, máy bay có thể mắc vào đường dây điện hai bên đường và 65 tấn nhiên liệu lập tức sẽ nổ tung. Mọi thứ dường như rơi vào bế tắc. Đúng lúc này, cơ trưởng đã nhìn thấy một đường băng thuộc sân bay Teterboro, bang New Jersey, ngay phía bên dưới. Mặc dù đã xác định việc đưa máy bay đến Hudson, nhưng tất nhiên, trong trường hợp sinh tử như thế này, cơ trưởng buộc phải cẩn trọng và lựa chọn phương án có lợi nhất. Okay, what do you need for? Do you want to try to go to Peterborough? Cactus 15.9, runway 4 is available if you want to make left track to runway 4. What's over to our right? Anything in New Jersey, maybe Peterborough? Mọi việc tưởng chừng như đã được giải quyết. Trớ trêu thay, qua tính toán nhanh thì cơ trưởng Sully kết luận chiếc máy bay đã không còn đủ độ cao để chuyển hướng đến Teterboro được nữa. Nếu có cú đấm ăn xôi thì khi tiếp đất máy bay sẽ gãy làm đôi, và khi ấy thì tất cả những người ngồi trên máy bay đều khó mà thoát nạn. Trên đồng hồ hiển thị tốc độ của Airbus
là 343 km/h và vẫn đang giảm dần trong khi độ cao của nó chỉ còn 500m. Chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi sẽ đến Houston. 15:29, tín hiệu máy bay mất đi trên màn hình radar. Một thông báo khẩn cấp được phát đi từ đài mặt đất. Các máy bay trực thăng được điều động tập trung tại Houston. Người dân thành phố đã bất ngờ trước khung cảnh có 102. Một chiếc máy bay dân dụng cỡ lớn đang lướt qua mặt cầu George Washington ở độ cao 270m. Thời điểm này, hoạt động trên sông Houston vẫn diễn ra khá nhộn nhịp với các tàu chở khách du lịch và cả tàu chở hàng. May mắn là tất cả đều ở ven bờ và lòng sông vẫn đang hoàn toàn trống trải. Thiên thời địa lợi, bây giờ sự sống còn của chuyến bay chỉ còn phụ thuộc vào một người duy nhất, đó chính là cơ trưởng Sun Li. Trước khi thực hiện cú hạ cánh liều lĩnh, cơ trưởng Sun Li đã phát đi một thông báo đến cabin. Chúng ta đang chuẩn bị va chạm. Các vị hãy bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của các tiếp viên. Hãy tin tưởng tôi, chúng ta nhất định phải sống sót. Cơ trưởng ra lệnh cho các thành viên tổ lái hoàn tất mọi thao tác chuẩn bị, đồng thời cố gắng giữ cho chiếc máy bay ở trạng thái cân bằng, hạn chế tối đa việc va chạm với mặt nước. Ban đầu thì các hành khách đã vô cùng hoảng sợ, nhưng sau khi nghe được câu nói của cơ trưởng, họ đã lấy lại được phần nào bình tĩnh. Không có bất cứ một ai phản ứng thái quá, tất cả đều tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn đến từ phía tiếp viên. Dây an toàn đã được thắt chặt, mọi tư thế đã sẵn sàng. Trong buồng lái, cơ phó hô lên hai chữ sẵn sàng đầy quyết tâm. Để tránh va chạm với những chiếc trực thăng xung quanh, cảnh báo TCIS đã được kích hoạt. Cơ trưởng chọn flap 2 thay vì flap 3, nhằm giảm kháng lực và cho phép một tư thế mũi tốt hơn khi đâm xuống mặt nước. Do đã ở quá gần so với mặt nước, hệ thống cảnh báo mặt đất GPWS cũng kêu lên inh ỏi. Ở trên A320 có một công tắc được sử dụng trong trường hợp cần phải hạ cánh xuống nước bằng cách đóng tất cả các van bụng dưới máy bay, bao gồm van điều áp, tuabin khí ram, cửa điện tử thông gió, van chiết xuất cùng các van điều khiển lưu lượng nhằm hạn chế nước tràn vào. Và tất nhiên, cơ trưởng Sun Li đã không bỏ qua thao tác quan trọng này. Khoảng 3 phút kể từ khi phát sinh sự cố, chiếc máy bay đã lao xuống mặt sông với tốc độ 240 km/h, gây ra một âm thanh kinh thiên động địa. Nhưng mà đó quả thực là một cú đáp hoàn hảo và không gây ra thiệt hại đáng kể nào. Máy bay vẫn có thể nổi được một phần là do những thùng nhiên liệu không được bơm đầy. Tuy nhiên thì do va chạm, phần thân sau của máy bay đã bị hư hại. Một vết nứt đã khiến cho nước sông bắt đầu tràn vào máy bay. Ngay sau khi hoàn thành cú hạ cánh, cơ trưởng Sun Li đã nhanh chóng rời khỏi buồng lái và ra lệnh sơ tán các hành khách, yêu cầu họ di chuyển ra ngoài bằng 4 cửa thoát hiểm, nơi các cầu trượt đã được bục sẵn. Do đã có sự chuẩn bị quá kỹ càng, các hành khách mặc áo phao và đi ra ngoài theo một trật tự chỉ dẫn của cơ phó và hai tiếp viên là Donaden và Shai Ladai. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là âm 7 độ C, hầu hết các hành khách đều bị sốc nhiệt, thậm chí còn lo sợ một vụ nổ có thể xảy ra. Một vài hành khách nhảy xuống nước tìm đường thoát thân, là nước lạnh như băng khiến họ gần như đông cứng. Rất may là chỉ 4 phút sau vụ va chạm, do đã được cảnh báo từ trước, các con tàu du lịch của công ty NE Waterway và Cycle Line đã có thể quan sát được, họ nhanh chóng đi đến hiện trường. Trực thăng, tàu của Sở Cứu hộ New York cùng thợ lặn cũng được khẩn cấp huy động, kịp thời cứu giúp các nạn nhân đang run lên bần bật vì lạnh. Những hành khách đã nhảy xuống sông băng lúc này cũng đã được cứu sống. Bấy giờ nước đã ngập quá thân máy bay, cơ trưởng Sun Li vẫn còn ở trong đó. Ông ấy lục tung mọi ngóc ngách để chắc chắn rằng mình không bỏ sót bất kỳ một hành khách nào trên chiếc máy bay đang bị chìm xuống. Sau khi đã hoàn tất, ông quay trở lại buồng lái, cầm lấy hồ sơ chuyến bay và đi lên thuyền cứu hộ. Ở trên bờ, Sở Cứu hỏa thông báo tình trạng khẩn cấp mức độ 3 và gấp rút huy động các đơn vị hỗ trợ, có tới 36 xe cứu thương đã sẵn sàng chờ ứng cứu. Phép màu đã thực sự xảy ra. 155 người trên máy bay đều sống sót, chỉ có 15 người bị thương nhẹ và phải chuyển đến bệnh viện. Nạn nhân bị nặng nhất là một nam tiếp viên hàng không bị rạn nứt xương đùi. Sự thật trớ trêu, từ người hùng hóa thành kẻ tồi đồ, phải trình diện trước vảnh móng ngựa. Cú hạ cánh được truyền thông ca tụng là phép màu trên sông Houston,
là cột mốc lịch sử của hàng không thương mại. Tuy nhiên thì đối với nhiều người, cú hạ cánh trên sông của cơ trưởng Sully là quá mạo hiểm và là một việc làm không cần thiết. Điều này đã khiến cho vị cơ trưởng tài ba và cả các thành viên của phi hành đoàn 1549 vướng phải không ít những chỉ trích. Hội đồng An toàn Giao thông Mỹ và các cơ quan tình báo điều tra nguyên nhân gây ra vụ máy bay rơi đã nghi ngờ cơ trưởng và đặt câu hỏi về quyết định liều lĩnh cũng như khả năng điều khiển máy bay của ông. Các chuyên gia đều khẳng định việc trở lại sân bay là điều không thể. Tuy nhiên thì trong trường hợp có một sân bay nhỏ ngay cạnh thay thế, cụ thể là sân bay Teterboro, thì quyết định hạ cánh giữa sông Hudson là một việc làm quá dư thừa. Thêm nữa, nếu như góc hạ cánh quá dốc, nó sẽ gây ra áp lực rất lớn đối với mặt nước, cánh máy bay có thể bị gãy và khiến cho cả chiếc phi cơ lao thẳng xuống dưới đáy sông. Bên cạnh đó thì cũng trong quá trình điều tra, các nhân viên của NTSB đã tiến hành các thử nghiệm mô phỏng với những thông số giống hệt với chiếc Airbus trên 1549 khi mất cả hai động cơ nhằm kiểm tra xem liệu rằng nó có thể quay về sân bay LaGuardia thành công hay không. Trong gần 24 chuyến bay mô phỏng tại trung tâm điều hành Toulouse của Pháp, do các viên phi công dày dạn kinh nghiệm thực hiện, có đến hơn một nửa số chuyến bay trở về được LaGuardia và Teterboro mà không hề bị sứt mẻ gì. Đối mặt với sự nghi ngờ bùa vây trong suốt 15 tháng, cùng với đó là hội chứng ám ảnh tâm lý kéo dài, trong phiên điều trần cuối cùng của mình, cơ trưởng Sully đã đưa ra lời giải thích. Bản thân ông và cả các đồng nghiệp đều được đào tạo rất ít trong những tình huống như thế này, và rằng sự khác biệt giữa một cuộc mô phỏng và một tình huống khẩn cấp diễn ra trong đời thực là con người, là phi công. Không một ai biết trước mình ở trong sự cố như vậy, cũng không một ai được huấn luyện để có thể thoát khỏi tình trạng nguy cấp như những gì ông ấy đã phải trải qua. Rõ ràng cơ quan điều tra đang xét xử một con người, nhưng lại bỏ qua yếu tố con người. Lý luận sắc bén của Sully đã khiến cho tất cả phải thán phục. Mọi nghi ngờ tan vỡ, cuối cùng Hội đồng An toàn Giao thông Hoa Kỳ kết luận, cơ trưởng Sully đã quyết định đúng đắn trong trường hợp của 1549, và ông xứng đáng được tôn vinh như một vị anh hùng. Cú hạ cánh để đời của Sully được NTSB ca ngợi là lần hạ cánh xuống nước thành công nhất trong lịch sử ngành hàng không. Ngay sau vụ tai nạn, chiếc máy bay Airbus A320 đã được đưa vào viện bảo tàng và không bao giờ phục vụ hành khách thêm một lần nào nữa. Ngày 2 tháng 12 năm 2021, Tổng thống Joe Biden đã bổ nhiệm cơ trưởng Sully làm đại diện của Hoa Kỳ tại Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế với cấp bậc đại sứ. Sau vụ việc của 1549, chúng ta vẫn thường nhắc về cơ trưởng, về sự tài ba của ông trong việc hạ cánh thành công chiếc máy bay khi nó gặp nạn giữa bầu trời New York. Nhưng bên cạnh đó, thì xin hãy dành thêm một tràng vỗ tay dành cho cơ phó, đội ngũ tiếp viên, hành khách và cả lực lượng cứu hộ. Bởi nếu như không có sự đồng lòng và đoàn kết của họ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có một phép màu như thế trên sông Hudson. Southwest Airlines Flight 1380, máy bay nổ động cơ ở độ cao 32.000 feet, nữ cơ trưởng tài năng đưa máy bay hạ cánh an toàn. Ngày 17 tháng 4 năm 2018, sân bay LaGuardia, thành phố New York, Hoa Kỳ. SWA 1380 là một chuyến bay chở khách theo lịch trình thường xuyên đến sân bay Dallas Love Field, tiểu bang Texas, được vận hành bởi hãng hàng không giá rẻ lớn nhất nước Mỹ, Southwest Airlines. Chuyến bay này được khai thác trên Boeing 737-700, một chiếc máy bay 18 năm tuổi thuộc dòng 737 Next Generation. Như những chiếc máy bay cùng loại khác, nó được trang bị hai động cơ phản lực CFM56-7B, một trong những động cơ an toàn nhất thế giới. 10 giờ 20 phút, chiếc máy bay đã hoàn tất việc tiếp nhiên liệu và các bước kiểm tra cho hành trình bay dài hơn 3 giờ đồng hồ với quãng đường 2.300 km. Trên máy bay có tổng cộng 149 người, trong đó bao gồm 144 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Cơ trưởng của chuyến bay là Tammy Joshua, 56 tuổi, một con người rất đặc biệt mà các bạn sẽ phải chú ý đến. Bởi vì bà là người đầu tiên lái chiếc chiến đấu cơ F-18 và đồng thời cũng là một trong những nữ phi công đầu tiên từng phục vụ cho Hải quân Hoa Kỳ. Shua đã làm việc cho Southwest Airlines từ năm 1994 và có tổng cộng 11.715 giờ bay, trong đó có 10.513 giờ bay trên Boeing 737.
cơ phó là Darren Lee Ellison, 44 tuổi, cựu phi công của lực lượng không quân Hoa Kỳ, từng tham gia chiến tranh tại Iraq. Ông đã làm việc cho hãng từ năm 2008 và tích lũy 9.508 giờ bay, trong đó có 6.927 giờ bay trên Boeing 737. Bên cạnh đó còn có 3 tiếp viên hàng không. Đúng 10 giờ 43 phút theo giờ địa phương, phi hành đoàn nhận được lệnh cất cánh trên đường băng. Bay lên được khoảng 18 phút, 1380 được điều hướng sang trung tâm điều khiển ở New York. Cơ trưởng đã yêu cầu được nâng mực bay từ 300 lên 380 và được ATC cấp phép. Thời điểm này, máy bay đang bay rất ổn định và hướng đến điểm tham chiếu Vinci, nên không một ai có thể ngờ rằng. Chỉ 20 phút sau khi cất cánh, sự cố kinh hoàng đã ập đến. 11 giờ 3 phút, khi chiếc Boeing đang leo lên độ cao 32.000 feet, động cơ bên trái bất ngờ phát nổ trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ phi hành đoàn. Các mảnh kim loại văng ra, đập vào thân và đuôi máy bay, khiến một tấm kính cửa sổ bị vỡ tung. Sự chênh lệch áp suất quá lớn giữa bên trong và bên ngoài máy bay đã khiến cho một nữ hành khách ngồi ở hàng ghế thứ 14 lập tức bị hút ra ngoài. Rất may mắn là đã có hai hành khách kịp giữ chân bà ấy lại, nhưng phần cơ thể từ phía thắt lưng đã nằm hoàn toàn ngoài không trung. Đó là Jennifer Riordan, 43 tuổi, giám đốc ngân hàng Wells Fargo ở New Mexico, đang trên đường trở về với gia đình sau chuyến công tác. Tiếng chuông báo cháy lập tức vang lên inh ỏi. Máy bay bắt đầu rơi vào trạng thái giảm áp trầm trọng. Mặt nạ dưỡng khí từ trần tự động rơi xuống. Các hành khách vội vàng bắt lấy để duy trì hơi thở. Do hậu quả của vụ nổ, một số bộ phận trên cánh lái bắt đầu rơi ra. Chiếc Boeing khổng lồ rung lắc dữ dội và nghiêng sang bên trái một góc 40 độ. Việc điều khiển máy bay trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Liệu, với kinh nghiệm của phi hành đoàn, họ có thể thay đổi tình huống hiện tại hay không? Trong buồng lái, khi báo động vang lên, rất nhanh, tổ lái đã nhận thấy rằng RPM, đơn vị đo tốc độ vòng quay của động cơ bên trái và áp suất nhiên liệu đều đã giảm xuống mức thấp nhất. Độ cao của máy bay hiện tại chỉ còn 28.000 feet. Cơ trưởng ngay lập tức kích hoạt hệ thống dập lửa để ngắt động cơ. Đồng thời, kiểm soát và cố gắng lấy lại cân bằng ở phần cánh. Sau những phản ứng đầu tiên, bây giờ, phi hành đoàn mới tiến hành đeo mặt nạ dưỡng khí vì lượng oxy trong buồng lái cũng bắt đầu cạn kiệt. Nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng này, tất cả mọi người trên chuyến bay sẽ sớm mất đi ý thức và rất nhanh sẽ dẫn đến tử vong. Cách duy nhất để đảm bảo an toàn bây giờ là cho máy bay hạ cánh khẩn cấp. Cơ trưởng tiến hành thiết lập liên lạc với ATC, nhưng bà lại không thể nghe rõ phản hồi từ phía bên kia. Điều này một phần là do những chiếc mặt nạ khí gây ra. Rất may, bằng sự thông minh và kinh nghiệm của mình, Chua đã phát hiện ra vấn đề. Sau đó, bà nhanh chóng kích hoạt lại micro để có thể thực hiện cuộc gọi. Đây là New York, tần số 135.47. ATC, đây là Southwest 1380. Một động cơ của máy bay đã bốc cháy và chúng tôi cần hạ cánh ngay lập tức. Bạn muốn đến sân bay nào? Ở vị trí của bạn, Harrisburg đang là sân bay gần nhất. Trong lúc nhận được đề xuất từ trạm không lưu, cơ phó Ellison đã nghiên cứu kỹ lưỡng các phương án và sau đó đề xuất với cơ trưởng một sân bay ở phía tây nam là Philadelphia, bởi sân bay này lớn hơn và nó sẽ tốt hơn cho công tác chữa cháy. ATC, chúng tôi có thể đáp xuống Philadelphia không? Tất nhiên rồi, yêu cầu của bạn được cấp phép. Hãy cho máy bay hạ cánh xuống 11.000 feet và duy trì ở độ cao này. Đã rõ. Mười một giờ năm phút, sau khi đã bước đầu kiểm soát được tình hình, cơ trưởng tạm thời giao quyền kiểm soát máy bay cho cơ phó. Còn bà bắt đầu lật tìm một số hồ sơ và hướng dẫn để khắc phục rồi điều khiển máy bay tốt nhất khi nó chỉ còn lại một động cơ. Trái ngược với không khí căng thẳng và tĩnh lặng trong buồng lái, bên ngoài cabin, không khí đã vô cùng hoảng loạn. Do vụ nổ và những chuyển động bất thường của máy bay, các hành khách bắt đầu tin rằng họ sẽ chết. Một vài người đã sợ hãi đến mức bật khóc. Một số khác bình tĩnh hơn thì đã liên tục cầu nguyện với Chúa và mong rằng Ngài sẽ giúp đỡ cho chuyến bay. Thậm chí, một nam hành khách tên là Martinez
đã phát trực tiếp khung cảnh hiện tại trong cabin lên mạng xã hội Facebook. Như thế, đang ghi lại những thước phim cuối cùng trong cuộc đời của mình. Quay trở lại với nữ hành khách Jennifer Riordan, sau những phút chịu lạnh và gần như không có oxy để thở bên ngoài không trung, bà được phát hiện bởi hai nữ tiếp viên, họ cùng với Christine McGinty và người lính cứu hỏa có tên là Andrew Needham. Những người đang cố gắng giữ lấy bà, hợp sức kéo bà trở lại cabin. Andrew Needham cũng đã ngay lập tức tiến tới để thực hiện hồi sức tim phổi khẩn cấp cho Jennifer. Tuy nhiên, tình hình của bà không mấy khả quan, một phần cơ thể đã bị thương quá nặng do va đập và ngạt khí. Các tiếp viên lặng lẽ đặt bà ấy nằm ở ghế 14B và 14C, nhưng không để quá nhiều hành khách biết chuyện này, bởi nếu biết được, họ sẽ càng trở nên hoảng loạn hơn. 11 giờ 10 phút, máy bay được truyền tín hiệu đến ATC tại Philadelphia. Nhân viên kiểm soát không lưu hướng dẫn SVK-1380 bay theo hướng 250 và cho phép máy bay tiếp tục hạ độ cao để tiếp cận đường băng. Cơ trưởng đã phát đi một thông báo qua hệ thống loa. Thưa quý vị, máy bay sắp hạ cánh xuống Philadelphia, yêu cầu thắt chặt dây an toàn. Sau khi nghe được những lời từ cơ trưởng, không khí nặng nề trong cabin bắt đầu dịu xuống, họ hồi hộp và chờ đợi. 11 giờ 12 phút, máy bay đã hạ xuống độ cao 8.000 feet. Ở độ cao này, không khí đã dễ thở hơn rất nhiều. Cơ trưởng và cơ phó tháo bỏ mặt nạ khí. Đồng thời, cơ trưởng Sua cũng lấy lại quyền điều khiển chính, còn cơ phó tiếp tục thực hiện các công việc giám sát máy bay. Đến 11 giờ 14 phút, ATC đã liên lạc lại cho phi hành đoàn 1380. SVK-1380, bạn đã đến khu vực tần số 128.4. Độ cao hiện tại là 4.000 feet. Bạn muốn tiếp cận đường băng dài hay ngắn? Dạ thưa ông, để đảm bảo an toàn nhất, tôi cần kiểm soát tốc độ của máy bay trước khi đáp xuống. Được rồi, vậy tiếp tục giữ ổn định ở độ cao trên 2.300 feet cho đến khi có thông báo tiếp theo. ATC, chúng tôi còn cách đường băng bao xa nữa? Còn 20 dặm nữa thôi, đường băng 27L đã sẵn sàng cho bạn. Đến lúc này, phi hành đoàn đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, họ lại nhận được một cuộc gọi từ tiếp viên trưởng Rachel Fenhammer từ cabin. Báo cáo, đã có một hành khách bị cuốn ra khỏi máy bay, hiện tại đã được đưa trở lại khoang. Thế nhưng tình hình của bà ấy đang rất nguy kịch, nguy hiểm đến tính mạng. Một vài người khác cũng đang bị thương nhẹ. Khi biết được thông tin trên, tổ bay lại phải đứng trước hai lựa chọn khó khăn. Một là hạ cánh đường dài, đảm bảo an toàn cho cả chuyến bay. Hai là tăng tốc độ tiếp cận và hạ cánh nhanh nhất có thể để cứu lấy nữ hành khách. Bằng kinh nghiệm và sự quyết đoán của mình, cơ trưởng đã quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu. Bà đã bật chế độ flap 5 thay vì flap 15 như bình thường. Khi sử dụng cài đặt này, tốc độ hạ cánh của máy bay sẽ tăng lên, giúp nó có thể hạ cánh trên đường băng ngắn hơn mà vẫn có thể đảm bảo an toàn. Sau đó, bà cũng lập tức thông báo với kiểm soát viên không lưu rằng chuyến bay cần được hỗ trợ y tế. Okay, could you have the medical aid there on the runway as well? We've got We'll work it out there. Đã nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ ngay lập tức huy động. 1380 chú ý, rẽ phải hoặc đổ ngay trên đường băng nếu bạn muốn. Cảm ơn. Tuy nhiên, điều khiển máy bay trong tình trạng cháy một động cơ là vô cùng khó khăn. Cùng với đó là những áp lực nặng nề khiến tâm lý trở nên căng thẳng tột độ. Cơ trưởng Sua đã cố gắng duy trì sự bình tĩnh, bà không ngừng thầm cầu nguyện. Và cuối cùng, công sức của bà đã được đền đáp. Đúng 11 giờ 20 phút, chiếc Boeing 737 đã hạ cánh an toàn xuống đường băng. Sau những giây phút nín thở vì hồi hộp, cả chuyến bay đã vỡ hòa trong hạnh phúc. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Phép màu đã đến với chuyến bay 1380, nhưng với Jennifer Riordan thì không. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do những vết thương quá nặng và không thể phục hồi, bà ấy được thông báo đã mất tại bệnh viện. Jennifer Riordan là hành khách đầu tiên thiệt mạng trong một vụ tai nạn liên quan đến một chuyến bay dân dụng Mỹ trong hơn 9 năm qua. Rất nhiều người đã bày tỏ nỗi tiếc thương với bà, đặc biệt là người dân ở New Mexico.
bởi suốt trong những năm tháng của cuộc đời mình, Jennifer đã đóng góp rất nhiều cho các hoạt động cộng đồng, tổ chức thiện nguyện và tổ chức phi lợi nhuận ở nơi này. Nguyên nhân của vụ tai nạn. Ngay sau vụ việc, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ, hãng máy bay Boeing, Southwest Airlines, GE Aviation, Hiệp hội Công nhân Vận tải Hoa Kỳ và Hệ thống Hàng không Vũ trụ UTC đã cùng tham gia vào cuộc điều tra. Trải qua hơn một năm thu thập và phân tích dữ liệu, vào ngày 19 tháng 11 năm 2019, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ đã công bố báo cáo cuối cùng về vụ tai nạn. Như đã thông tin trước đó, chiếc máy bay Boeing 737-700 được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt CFM International CFM567B24. Thế nhưng, đã có một vết nứt ở khớp nối của cánh quạt số 13, động cơ bên trái. Vết nứt này đã phát triển đến độ sâu 1,23cm trước cả khi máy bay cất cánh. Tuy nhiên, nó đã không được phát hiện. Và chuyện gì đến cũng phải đến, cánh quạt đã bị gãy khi đang bay. Điều này đã khiến cho động cơ phát nổ. Những mảnh vỡ từ vụ nổ đã va vào thân máy bay và tạo ra một lỗ thủng, từ đó gây nên chênh lệch áp suất và dẫn đến vụ tai nạn. Đến đây thì trách nhiệm của Southwest Airlines là điều không thể tránh khỏi. Thực ra, sự cố này có vẻ như đã được dự đoán. Bởi gần 2 tháng trước, Brett Ochick, Giám đốc Quốc gia của Hiệp hội Thợ máy Hàng không Mỹ, đã gửi một bức thư bày tỏ quan ngại sâu sắc về chương trình bảo dưỡng và an toàn máy bay tại hãng Southwest Airlines. Theo Hiệp hội này, hiện chỉ có rất ít kỹ thuật viên trực thuộc Southwest, 75% công việc bảo dưỡng được giao cho bên thứ ba. Điều này khiến cho quá trình kiểm soát và vận hành không được giám sát kỹ lưỡng. Sau chuyến bay, các hành khách đã gửi lời cảm ơn chân thành đến phi hành đoàn và đặc biệt là nữ cơ trưởng. Nếu không nhờ sự thông minh và kỹ thuật lái máy bay đỉnh cao của nữ phi công này, con số người thiệt mạng có lẽ không chỉ dừng lại ở con số 1. Bà ấy còn được coi là một người hùng, một thiên sứ được cử đến để giúp hành khách thoát chết trong gang tấc. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2018, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chào đón các thành viên của phi hành đoàn và các hành khách được chọn trong một buổi lễ tại phòng bầu dục của Nhà Trắng để cảm ơn tất cả vì lòng dũng cảm của họ. Cơ trưởng Tammy Yoshua sau đó cũng xuất bản cuốn sách Nerves of Steel với nghĩa tiếng Việt là thần kinh thép. Qua đó, bà cũng muốn nhắn gửi hãy luôn có một ý chí kiên định trong mọi tình huống và phải đặt niềm tin vào chính bản thân mình. Tứ xuyên 8633, vỡ kính máy bay, cơ phó bị hút ra ngoài ở độ cao 10.000m. 5 giờ 30 phút sáng, sân bay quốc tế Giang Bắc, Trung Khánh, Trung Quốc. Phi hành đoàn của chuyến bay 3U8633 đã đến từ rất sớm để chuẩn bị cho cuộc hành trình đến với sân bay quốc tế Gongga ở Lhasa, khu tự trị Tây Tạng. Bên ngoài cabin, 6 tiếp viên tiến hành kiểm tra lại các thiết bị an toàn, tiếp đón các hành khách. Trong khi đó ở bên trong buồng lái, các phi công cũng kiểm tra lại một lần nữa các thông số kỹ thuật và danh sách bảo trì. Chiếc máy bay được đưa vào khai thác ngày hôm nay là A319, một biến thể của dòng Airbus A320, dòng máy bay chở khách thân hẹp, hai động cơ tầm trung, được trang bị hai động cơ phản lực EIA V2524A5. Đây cũng là dòng máy bay bán chạy nhất của Airbus. Tính đến ngày hôm nay, chiếc A319 đã ghi nhận được hơn 19.900 giờ bay và 12.920 chu kỳ cất hạ cánh. Cơ trưởng của chuyến bay là Lưu Trường Kiện, 45 tuổi, cựu giảng viên trường cao đẳng hàng không số 2 của lực lượng không quân giải phóng nhân dân, người chuyên lái các dòng máy bay quân sự. Trước khi đầu quân cho hãng hàng không dân dụng Tứ Xuyên, vào tháng 3 năm 2013, Lưu Trường Kiện đã đạt được chứng chỉ bay tầm cao. Đến thời điểm hiện tại, anh ấy đã công tác trong ngành hàng không được 27 năm, tích lũy được 11.400 giờ bay, trong đó có 9.200 giờ trên A319. Cơ phó là Từ Diệp Thần, 29 tuổi, anh ấy đã có tổng cộng 2.801 giờ bay, trong đó có 1.100 giờ trên A319. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn khi bay trên các đường bay tầm cao, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cũng đã triển khai một hệ thống đặc biệt, đó là hệ thống hai phi công. Nếu cơ trưởng chịu trách nhiệm gặp phải các trường hợp đặc biệt như say độ cao hoặc kiệt sức trong chuyến bay, cơ trưởng phụ sẽ có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ còn lại. Hệ thống này chủ yếu được áp dụng cho các chuyến bay trên các đường bay tầm cao, các đường bay mới hoặc đường bay phức tạp. Cho nên, chuyến bay này có một cơ trưởng thứ hai là Lương Bằng, một trong những phi công xuất sắc của Tứ Xuyên Airlines. Anh đã có tất cả 8.700 giờ bay, trong đó có 6.700 giờ trên A319.
6 giờ 25 phút, 3U8633 đã hoàn tất mọi thủ tục. 119 hành khách đã sẵn sàng cho cuộc hành trình của mình. Tất cả đều là công dân Trung Quốc. Họ đến với Tây Tạng theo nhiều mục đích khác nhau, như tìm kiếm cơ hội làm ăn, lập nghiệp, tham quan cung điện Potala và gặp gỡ bạn bè. 6 giờ 27 phút, phi hành đoàn nhận được lệnh cất cánh trên đường băng. Theo tín ngưỡng, một số người lớn tuổi bắt đầu niệm Phật và cầu bình an cho chuyến bay. Thời tiết tốt, ánh bình minh chiếu rọi, chiếc máy bay cất cánh vô cùng suôn sẻ. Nếu không có gì thay đổi, nó sẽ đáp xuống Gongga sau hơn 2 giờ nữa. Bao 8633, chuyến sang trạm Thành Đô, tần số 123.7. Hẹn gặp lại Tứ Xuyên 8633. Mười lăm phút sau khi bay lên, máy bay tiến vào khu vực kiểm soát của Thành Đô và thiết lập liên lạc hai chiều với mặt đất. Nó được cấp phép leo lên độ cao 9.800 mét. Xin chào Thành Đô, đây là 3U8633, độ cao 7.200 mét, tốc độ 424 hải lý, máy tiếp sóng 2245. Xin chào 8633, radar được xác nhận, bay lên và duy trì độ cao 9.800 mét. Bên ngoài cabin, các tiếp viên bắt đầu phục vụ bữa sáng và đồ uống cho hành khách. Cũng trong lúc này, cơ trưởng thứ hai là Lược Bằng cũng ra ngoài cabin để nghỉ ngơi. Anh ấy sẽ chịu trách nhiệm lái chuyến về của cuộc hành trình. Trong buồng lái, cơ trưởng Lưu và cơ phó vẫn đang duy trì máy bay ở tình trạng ổn định. Tâm trạng của họ khá thoải mái, cơ phó thậm chí còn cởi dây đai ở vai của mình để thư giãn. Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của chàng phi công trẻ tuổi, vì chỉ ít phút nữa thôi, cơ phó sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Theo lịch trình, nửa sau của 3U8633 sẽ băng qua vùng Thanh Hải Tây Tạng. Đây là vùng cao nguyên rộng và cao nhất thế giới, với độ cao trung bình 4.500 mét so với mực nước biển, bao gồm cả dãy Himalaya và đỉnh Everest. Khu vực này có mật độ không khí rất thấp, lượng oxy loãng, khí hậu dễ thay đổi, nên yêu cầu đối với các phi công cũng vì thế mà khắt khe hơn rất nhiều. Dù đã bay qua bay lại khu vực này đến hơn 100 lần, tuy nhiên cơ trưởng Lưu vẫn vô cùng cẩn trọng. Từ phía xa xa, những dãy núi đồ sộ bắt đầu hiện ra trước mắt. Vào lúc 7 giờ 7 phút 05 giây, khi máy bay vừa mới tiếp cận rìa của cao nguyên, một âm thanh lạ bất ngờ phát ra. Cơ trưởng và cơ phó phát hiện mặt kính chắn gió bên phải có một vết nứt xuyên tâm. Kính chắn gió bị nứt rồi. Ngay lập tức, cơ trưởng lệnh cho cơ phó lật lại tài liệu bay để kiểm tra. Về phía cơ trưởng, bản thân anh vẫn chưa từng đối mặt với tình huống như thế này. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm của mình, theo như những gì anh được biết, kính chắn gió của chiếc máy bay chở khách Airbus A319-100 này có 3 lớp, gồm lớp ngoài, lớp giữa và lớp trong. Theo quy trình, trước tiên phi công phải dùng bút hoặc ngón tay để xác nhận xem nó có bị nứt sâu vào bên trong hay không. Lưu Trường Kiện duỗi ngón tay và sờ vào vết nứt để cảm nhận. Không nằm ngoài dự đoán, quả thực trường hợp xấu nhất đã xảy ra. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khả năng chịu tải của kết cấu máy bay sẽ giảm đi rất nhiều. Không một chút hoảng sợ, cơ trưởng bình tĩnh thiết lập một cuộc gọi đến đài không lưu. Thành Đô, đây là Tứ Xuyên 8633. Chúng tôi đã gặp sự cố, yêu cầu được hạ độ cao. 3U8633, hạ xuống độ cao 8.400 mét. Bạn có muốn quay trở lại trùng khánh không?
Kính chắn gió của máy bay đã bị đứt rồi. Chúng tôi muốn đáp xuống sân bay Thành Đô. 8633, trước tiên hãy hạ độ cao máy bay và giữ nguyên ở 8400m, rẽ phải để đi đến Thành Đô. Nhưng chưa để cơ trưởng kịp phản ứng gì thêm, đúng 7 giờ 7 phút 45 giây, một tiếng nứt thứ hai lại vang lên. Chỉ trong tích tắc, tấm kính chắn gió đã tan tành, các mảnh vỡ văng ra và bắn vào động cơ. Tồi tệ hơn nữa, chênh lệch áp suất khủng khiếp giữa buồng lái và cabin ngay lập tức hút cơ phó ra ngoài. May mắn là vẫn còn đai an toàn ở bụng, nên chỉ một nửa thân trên của cơ phó bị treo lơ lửng ngoài không trung. Bây giờ, máy bay vẫn đang bay ở tốc độ cao, khoảng 431 hải lý, tương đương 800 km/h, ở độ cao gần 10.000m. Quá trình giảm áp diễn ra nhanh chóng. Sức gió mạnh cấp 7, mang theo hơi lạnh thấu xương cứ thế ùa vào buồng lái. Cơ trưởng Lưu không thể buông bỏ cần điều khiển. Anh ấy cố gắng dùng một tay để kéo cơ phó lại, nhưng thất bại do lực hút quá lớn. Ở bên ngoài, cơ phó đang phải chịu cái lạnh với mức nhiệt âm 40 độ C. Khuôn mặt anh ấy biến dạng và những cơn đau như ngàn vết dao đâm vào cứ liên tiếp ập tới. Bên trong cabin, các hành khách có thể cảm nhận được thân máy bay đang rung lắc dữ dội. Hành lý cùng đồ đạc bị văng ra tứ tung. Trong tình huống nguy cấp, các tiếp viên cố gắng lấy lại thăng bằng và gào lên yêu cầu hành khách hãy thắt chặt dây an toàn. Mặt nạ dưỡng khí cũng tự động bùng xuống. Tiếp viên trưởng và cơ trưởng phụ ở bên ngoài đã cố gắng liên lạc với buồng lái nhưng không thành. Đến lúc này thì họ vẫn chưa biết chuyện gì đang thực sự xảy ra. Những thay đổi đột ngột khiến cho hầu hết các thiết bị trên máy bay gặp trục trặc. Các thông báo liên tiếp được đưa ra màn hình. Hệ thống lái tự động cũng bị ngắt kết nối từ đây. Chiếc Airbus bắt đầu có những chuyển động bất thường. Đầu tiên nó rẽ phải, rồi sau đó lại rẽ trái. Và rồi nó lại lao xuống với một góc lớn hơn 50 độ. Tốc độ máy bay hạ xuống khoảng 3.000 mét mỗi phút. Trước mắt cơ trưởng, những đỉnh núi cao nhọn hoắt xuất hiện ra như những trận đồ bát quái. Trong khi đó, chân ga của máy bay lại mở rộng lao thẳng về phía chúng. Trong một khoảnh khắc căng thẳng tột độ, cơ trưởng đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc từ đây. Nhưng anh ấy đã bất giác nhớ lại lời hứa với đứa con gái nhỏ ở nhà của mình. Và anh ấy biết rằng, trong tay bản thân mình lúc này, không phải là sinh mạng của một hay hai cá nhân, mà là sinh mạng của hơn 100 con người. Tập trung cao độ, vận dụng hết những kỹ năng của mình, anh cố gắng ghi chặt cần điều khiển. Và từ đây, những tia hy vọng đầu tiên cũng bắt đầu lóe lên. Mũi máy bay đã có thể nâng lên cao hơn. Trong giây lát, nó đã tạm thoát khỏi những đỉnh núi cao nhất. Song khi vừa mới bắt đầu thả lỏng, cơ trưởng Lưu cũng nhận ra lượng oxy ít ỏi đang bóp nghẹt lấy mình. Anh cố gắng lấy mặt nạ dưỡng khí, nhưng thật không may, chiếc mặt nạ lại nằm ở bên trái, nơi mà tay anh ấy đang phải nắm chặt cần lái mà không dám buông. Trong khi đó, tay phải của anh ấy lại không thể nào với tới được. Ở một khoảnh khắc sinh tử như thế này, những kinh nghiệm của cơ trưởng lại đóng một vai trò vô cùng to lớn. Vào những năm đầu tiên lái máy bay trong quân đội, anh ấy đã được huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ thấp, gió mạnh và phải lái thủ công để đưa máy bay đến nơi an toàn. Tất cả những yếu tố trên cùng với việc đào tạo nghiêm khắc và kỷ luật đã tôi luyện nên ở Lưu Trường Kiện một phẩm chất bình tĩnh và một ý chí cực kỳ ngoan cường. Mặc dù không nắm được thiết bị nào đang bị lỗi, thiết bị nào đang hoạt động bình thường, cơ trưởng không ngần ngại kéo cần gạt bên trái, nhanh chóng san bằng tốc độ của máy bay, đồng thời giảm ga. Và chỉ trong vài giây sau đó, máy bay đã trở lại trạng thái bình thường và tốc độ cũng như độ cao bắt đầu giảm dần. Ngay sau khi độ cao máy bay giảm xuống, chênh lệch áp suất trong buồng lái cũng giảm xuống theo. Điều kỳ diệu cũng đã bắt đầu xảy ra từ đây. Những luồng gió mạnh từ bên ngoài đã vô tình thổi ngược cơ phó vào bên trong. Cơ phó yếu ớt nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi và tự cài dây an toàn. Mắt phải của anh ấy đã bị sưng tấy, những vết thương tràn lan trên cánh tay và bắp chân. Nhưng mặc kệ những cơn đau, cơ phó đã ngay lập tức thực hiện theo lệnh của cơ trưởng, lấy mã 7700. 7700 ở đây chính là mã khẩn cấp do phi hành đoàn đặt trên bộ phát đáp. Sau khi cài mã, dấu hiệu nhận dạng của máy bay sẽ chuyển sang màu đỏ trên màn hình radar của bộ phận kiểm soát không lưu. Bảy giờ 10 phút 39 giây, việc thiết lập hoàn tất,
Lúc này cơ phó mới đeo lại mặt nạ dưỡng khí. Ban đầu, các kiểm soát viên đài mặt đất vẫn không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với tứ xuyên 8633. Phải cho đến khi nhận được mã lệnh 7700, họ mới biết chuyến bay đang thực sự gặp nguy hiểm. Đài không lưu cố gắng liên lạc lại nhưng không nhận được phản hồi. Các nỗ lực của rất nhiều các chuyến bay lần cận cũng chẳng có tác dụng. Tứ xuyên 8633, nếu bạn nghe thấy hãy trả lời. Tình hình trong cabin cũng chẳng mấy khả quan. Các hành khách vẫn đang phải vật lộn với cơn cuồng phong dữ dội. Tiếp viên Chu Ngạn Văn bất ngờ bị một lực vô hình ném lên không trung rồi rơi xuống đất. Tiếp viên Dương Đình ngay lập tức bị ném khỏi hàng ghế thứ 73. Hỗn loạn là tất cả những gì mà người ta có thể thốt lên khi nhìn vào khoang hành khách ngay lúc này. Một số người đã la hét và gào khóc, số khác lấy điện thoại ghi lại thảm cảnh. Trong khi đó, một vài người kích động yêu cầu ngay lập tức được xuống máy bay. Để trấn an họ, tiếp viên trưởng cầm lấy micro và hét lên: Xin hãy tin chúng tôi đã được huấn luyện chuyên nghiệp và tôi cam đoan rằng cơ trưởng sẽ đưa mọi người hạ cánh an toàn. Một số tiếp viên khác cũng bắt đầu đến bên các hành khách, an ủi và động viên họ. Rất nhanh, không khí đã dần yên tĩnh hơn. Họ lặng lẽ bình tâm và chờ đợi. Ở phía trên này, với sự trợ giúp của tiếp viên trưởng, cơ trưởng thứ hai là Lương Bằng đã di chuyển từ hàng ghế đầu của cabin và vào trong buồng lái. Anh có thể nhìn thấy cơ phó đang bị thương và cơ trưởng đang chiến đấu mà không có mặt nạ dưỡng khí. Tuy nhiên do gió thổi quá mạnh, các thành viên phi hành đoàn không thể giao tiếp với nhau thông qua lời nói mà phải qua các cử chỉ. Anh ấy ra dấu hiệu cho cơ trưởng Lưu rằng cabin vẫn đang ổn và lấy mặt nạ dưỡng khí đeo cho cơ trưởng. Sau đó, anh ngay lập tức trở về vị trí của mình, kiểm tra biểu đồ hàng không và đề xuất với cơ trưởng sân bay gần nhất là Song Lưu Thành Đô. Lúc 7 giờ 14 phút 25 giây, kiểm soát viên không lưu đã nhận được thông tin từ thiết bị hiển thị và kiểm soát lỗi của máy bay. Ngay lập tức, kế hoạch bay của 8633 được thay đổi thành đường băng bay thẳng đến Song Lưu Thành Đô. Bấy giờ, độ cao của máy bay được ghi nhận là 7.200 m, gần đạt đến độ cao tối thiểu của máy bay khi bay qua vùng núi 6.700 m. Tuy nhiên, để đảm bảo có đủ oxy cho hành khách, cơ trưởng vẫn cần tiếp tục giảm độ cao, cho dù đó là một quyết định khá liều lĩnh. Cơ trưởng Lương Bằng dựa trên phân tích dữ liệu bay đã đưa ra lời khuyên cho cơ trưởng Lưu. Cơ trưởng, Thành Đô còn 63 dặm, tiếp tục đi xuống 150 m mỗi phút, dừng lại ở 6.700 m. Và khi chiếc Airbus vừa hạ xuống độ cao 6.800 m, thì cũng là lúc nó thành công vượt qua vùng cao nguyên nguy hiểm bậc nhất thế giới. Bây giờ, sân bay chỉ còn cách họ chừng 60 dặm, cơ trưởng hướng mũi máy bay về phía đường băng. Bay được thêm khoảng 3 phút, cơ trưởng Lương Bằng đưa ra thông báo họ chỉ còn cách sân bay khoảng 34 dặm. Độ cao lúc này được ghi nhận là 6.300 m và đang tiếp tục giảm dần. Bảy giờ 19 phút, Lương Bằng thực hiện hai cuộc gọi khẩn cấp đến đài mặt đất. Thành Đô, 8633, 8633, mây đây, cabin giảm áp. ATC đã có thể nghe thấy tín hiệu từ 8633, tuy nhiên do nhiễu và tạp âm, cho nên 8633 đã không thể nhận được những tín hiệu phản hồi. Ngay khi vừa mới nhận được thông tin, trung tâm chỉ huy mặt đất ngay lập tức ra lệnh cho 6 máy bay đang bay trong vùng trời gần đó nhường đường cho 8633. Đồng thời, yêu cầu hệ thống cứu hộ mặt đất chuẩn bị ứng cứu khẩn cấp. 8 máy bay bên ngoài đường băng sân bay tạm dừng cất cánh, 15 máy bay trên sân đỗ cũng ngừng đẩy ra ngoài. Lực lượng cứu hỏa và nhân viên y tế của sân bay cũng được điều động. Xe cứu hỏa, xe cứu thương vào tư thế sẵn sàng. Tất cả đều được chuẩn bị cho cuộc hạ cánh khẩn cấp của 8633. Hiện tại, chuyến bay 8633 chỉ còn cách đường băng khoảng 28 dặm. Độ cao được ghi nhận là 5.700 m và sau đó là 3.200 m, rồi 2.500 m. Sân bay đã ở rất gần với 3U8633. Cánh tà flap 1 được thiết lập. Tuy nhiên, đến đây thì thử thách vẫn chưa thực sự kết thúc. Vấn đề tiếp theo của phi hành đoàn là làm thế nào để đưa máy bay hạ xuống thành công khi chiếc Airbus đang trong tình trạng quá tải do lượng nhiên liệu sắp hết. Hơn thế nữa, tiêu chuẩn, quy trình tiếp cận đối với tàu bay rất nghiêm ngặt. Và để đảm bảo an toàn, các tàu bay chở khách cỡ lớn thường sử dụng hệ thống hạ cánh bằng thiết bị, hạ cánh dựa trên các thông số của máy bay.
sân bay Song Liu có hai đường băng số 02L và 02R. Tuy nhiên thì đường băng 02L không thể hạ cánh bằng phương pháp nói trên do các hỏng hóc về kỹ thuật. Nhân viên mặt đất cũng không hề biết rằng 8633 sẽ hạ xuống đường băng nào. Họ phát lệnh chuẩn bị đường băng 02R, mặc dù biết phi hành đoàn không thể nghe được thông tin này. Đến 7 giờ 28 phút, càng đáp đã được mở rộng. Các phi công đã nhìn thấy mặt đất đang ở rất gần. Lúc này, Lưu Trường Kiện đã tràn đầy tự tin. Trong cabin khi ấy, các tiếp viên hướng dẫn hành khách tháo mặt nạ dưỡng khí và vào tư thế sẵn sàng hạ cánh. Cơ trưởng Lương Bằng tiếp tục thực hiện một cuộc gọi đến ATC để thông báo. Rẽ trái và đáp xuống đường băng 02R. Các nhân viên mặt đất thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là trước đó hơn một tuần, cơ trưởng Lương đã liên tục thực hiện các chuyến bay cứu hồi Trung Khánh, La Trà, Thành Đô, nên anh ấy biết rất rõ các đường băng sân bay hoạt động như thế nào. Máy bay bắt đầu hạ cánh. Tốc độ máy bay lúc này là 296 km/h. Để giảm tốc nhanh chóng, cơ trưởng Lưu dùng bộ đảo ngược lực đẩy. Tuy nhiên thì tốc độ của máy bay vẫn không hề giảm đi. Đường băng 02R của sân bay Song Liu dài 3.600m. Nếu không dừng lại kịp thời, máy bay sẽ lao qua đường băng trong vài giây tới. May mắn thay, hệ thống phanh không bị hỏng hoàn toàn. Dù phanh tự động đã bị hỏng ngay từ khi hệ thống lái tự động bị ngắt, cả ba phi công đã cùng hợp sức kéo cần điều khiển và gây ra ma sát dữ dội. Lốp bị nổ tung và tốc độ máy bay bắt đầu chậm lại. Sau những giây phút ngộp thở, cuối cùng, vào lúc 7 giờ 42 phút, máy bay đã hạ cánh thành công tại điểm giao nhau của đường băng E8 và 02R tại sân bay Song Liu. Các hành khách xúc động và vỗ tay vui sướng. Một thông điệp được gửi đến cabin từ cơ trưởng. Xin chào mọi người. Tôi là Lưu Trường Kiện, cơ trưởng của chuyến bay. Hôm nay chúng tôi không thể đưa quý vị đến La Trà. Thay mặt cho tổ bay và tổ tiếp viên, gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến mọi người. Cảm ơn quý khách đã chọn 3U8633. Sau đó, các hành khách và các thành viên phi hành đoàn bắt đầu bước xuống máy bay. Dưới sự sắp xếp của hãng hàng không Tứ Xuyên, nhiều hành khách đã chọn đổi chuyến bay sang chuyến bay khác và đến La Trà vào khoảng 2 giờ chiều. 27 hành khách khác đã được đưa đến bệnh viện để điều trị do triệu chứng khó thở và rối loạn về cảm xúc. Tất cả đều được xuất viện 2 ngày sau đó. Cơ phó Từ Diệp Thần được xác định là chỉ bị thương nhẹ. Sau quá trình điều trị, anh được xuất viện vào ngày 21 tháng 5. Từ thời điểm kính chắn gió bị vỡ cho đến lúc hạ cánh an toàn, khoảnh khắc sinh tử của Tứ Xuyên 8633 kéo dài tổng cộng 35 phút. Trong một tình huống với những điều kiện khắc nghiệt như kính chắn gió bị rời ra, chênh lệch áp suất lớn, gió mạnh, nhiệt độ thấp, thiếu oxy, tiếng ồn lớn, chuyến bay vẫn hạ cánh an toàn và chỉ có 2 người bị thương nhẹ. Đây được coi là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử hàng không Trung Quốc. Số hiệu của chuyến bay Tứ Xuyên Airlines 3U8633 vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Kết luận nguyên nhân gây ra sự cố. Vụ việc đã được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, Airbus và hãng hàng không Tứ Xuyên kết hợp điều tra. Vào ngày 2 tháng 6 năm 2020, báo cáo cuối cùng cũng đã được công bố. Nguyên nhân của sự việc là do miếng đệm ở kính chắn gió bên phải bị hỏng, khiến hơi ẩm xâm nhập và đông lại trong hốc mép dưới kính chắn gió. Độ cách điện của dây dẫn trong hệ thống sưởi kính chắn gió đã bị giảm sau khi ngâm nước lâu ngày, từ đó dẫn đến hiện tượng phóng điện hồ quang liên tục ở góc dưới bên trái của kính chắn gió, khiến cho cấu trúc hai lớp của kính bị phá vỡ. Kết quả là kính chắn gió không còn chịu được sự chênh lệch áp suất giữa bên trong và bên ngoài buồng lái, cho nên nó đã bung ra khỏi thân máy bay. Toàn bộ trách nhiệm được cho là thuộc về khâu thiết kế và sản xuất máy bay của Airbus. Khen thưởng và vinh danh. Chiều ngày 8 tháng 6 năm 2018, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc và tỉnh Tứ Xuyên đã tổ chức buổi khen thưởng dành cho các bộ phận,
cá nhân liên quan đã xử lý thành công tình huống nguy hiểm trên chuyến bay 3U8633. Phi hành đoàn của chuyến bay đã nhận được danh hiệu Phi hành đoàn Anh hùng Hàng không Dân dụng Trung Quốc. Cơ trưởng Lưu Trường Kiện đã được phong tặng danh hiệu Cơ trưởng Anh hùng Hàng không Dân dụng Trung Quốc và được hưởng chế độ công dân kiểu mẫu cấp tỉnh. Ngoài ra, Cơ trưởng Lưu Trường Kiện cũng đã được khen thưởng một số tiền trị giá 5 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 16 tỷ đồng. Cơ trưởng thứ hai là Lương Bằng, nhận phần thưởng trị giá 2 triệu nhân dân tệ. Cơ phó và 6 thành viên phi hành đoàn còn lại là 1 triệu nhân dân tệ cho những cống hiến của mình. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2018, Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đón tiếp những người anh hùng quả cảm tại tiệc chiêu đãi quốc khánh lần thứ 69 như một hành động biểu dương.